Yo. Game gì đấy à? Đâu biết. Mà Zenless Zone Zero ấy. Có rồi à? Mà mấy hôm nay Steam có gì không các bạn? Ốm chưa check được. Kho báu ở biển. Đi tìm đây, lập team đây, cho đi tham gia với. Kiếp không bật tí nhạc mà cảm giác là bị buồn tai cái người. Sức khỏe sao rồi? Đỡ hơn rồi, nói chung là giờ không không có triệu chứng gì nữa rồi, chắc là chỉ là chưa khỏe hẳn thôi. Cần người tìm người biết lái tàu à? Đợt này chắc phải chơi Sea of Thieves. Sea of Thieves xong rồi có bản đồ mod kiểu bản đồ Việt Nam mình hợp lý vùng biển Việt Nam. Hợp lý đấy các bạn. Thôi cảnh cáo 24 tiếng này không chế lung tung nhá. Có slot ra khơi không? Dạ, thấy nãy thấy xem mấy cái thấy giờ trend là slot ra khơi à? Mọi người xưng làm hoa tiêu rồi là làm các kiểu à? Này game gì vậy? Thêm một game là hôm trước đã nói rồi, nói đến rồi, showcase cho bạn xem cái trailer rồi. Chỉ là không biết là bạn có thích hay không thôi. Đâu nhá? Đại hải tặc à? Khó đấy. Funny chứ cũng cơ bản thì cũng hơi khó đấy. Mọi người quá. Có trò gì mới không các bạn? Trước mình xem đến tầm đoạn nào rồi. Ritual. Xem lại trailer à? Đây. Đây là bản thuộc cũng thuộc dạng Early Access. Early Access của Early Access của game này. Chứ game này ngày 26 mới ra cơ, chúng ta được chơi trước khoảng 8 ngày. Thật ra tôi đã được chơi trước khoảng cách đây 2 hôm rồi nhưng mà không mấy hôm trước để ốm không chơi được. Chess Survivor là trò gì? Nghe hay, nghe tên là thấy hay vậy. Có xưa tôi có đánh giải liên minh mà. Đây cho này. Có ông visa. Các bạn nói ngắn gọn, tóm gọn lại thì nó là giả lập lãnh chúa thời Trung Cổ. Hình như là còn chọn được cụ thể đất nước cơ. Tôi không 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 nhớ chính xác lắm. Nó là kiểu game chiến thuật xây dựng. Kiểu đồ họa nó khá là chân thực, tức là các bạn có thể chơi từ góc trên hoặc là từ góc zoom vào thì các bạn sẽ thấy chi tiết nó thực tế đúng như thế này này. Từng cái xây dựng một luôn, xong rồi lúc đầu là mình đi từ một ngôi làng ở một cái vùng đất hẻo lánh lên thành vương quốc đi đánh nhau. Xong rồi cũng có mùa màng các thứ, trong game này là thấy khó rồi ấy. Game này thì có hai trường hợp, hoặc là các bạn sẽ thấy nó rất hay hoặc là các bạn sẽ lười xem vì nó phức tạp.
Đây là các con tạo dựng cái đội quân của riêng mình mà. Mưa, gió cho quân đi đánh chiếm các vùng khác này. Đây là chiếm được một vùng rồi à. Thế nhìn đánh nhau trong này trong buồn cười, vẫn là toàn kiểu solo ấy. Cơ bản nó là thế thôi. 4 cái stream là xong game mà khó đấy. Tôi nghĩ là trò này khó đấy. Lúa à? Game này á? Đây này là gì có tiền mà mua được anh mày? Rồi đố anh mua được luôn đấy. Sao lại không tiếp đi à? Có! Chơi trầm có mẹ cảm luôn đấy chứ. Hay 6 tháng 4 mà. Thì thế 26 tháng 4 mà. Giờ là còn không biết giá bao nhiêu nhỉ. Mệt quá. Chess Survival à? Nó có Chess Steam không nhỉ? Tôi xem thử luôn. Nghe tên thì có vẻ hay. You have been chosen. Lâu rồi à? Nhưng mà đánh giá có vẻ khá là ít các bạn ạ. Nó không có vẻ không hay lắm đâu. Trông nó hay nhưng mà tại sao đánh giá lại không hay nhỉ? Lại không nhiều các thứ nhỉ? 11 giờ quay lại kênh dạo đầu à? Tùy em thôi, kênh cũng sắp chơi rồi. 5-10 phút nữa. Cái chat coi đây. Đây. Trông nó hay phết ở. Theo tôi hiểu thì tức là các bạn là một con cờ. Mỗi lần các bạn đi chọn một ô thì những con cờ khác nó cũng sẽ di chuyển theo ấy. Hết máu là mình sẽ bị thua. Mình chạm vào mình mất máu thì phải. Xong trên đường là mình cũng nhặt được đồ. Thì trông trò này hay phết nhưng mà đánh giá khá là thấp. Thường là những trò như thế này tôi sẽ không chơi. Tại vì đến lúc mà chơi rồi nó sẽ có một cái vấn đề đấy. Sau này phải biết chơi cờ vua. Cờ vua có gì khó đâu các bạn. Cái số cơ đi kiểu gì vậy? Cho nó cũng là kiểu roguelike. Lối chơi dùng não căng à? Tôi chỉ thấy là không hiểu tại sao đợt này nó không có gì lắm. Ở trò này trước là nó beta hay cái gì cờ vua sinh tồn nhìn không hay à? Tôi nhìn thì tôi thấy ổn nhưng mà đánh giá của nó thì không ổn, không hiểu lắm. Cái gì đấy? Bố mẹ em ly thân từ lâu, em sống với bố mẹ em làm việc ở nước ngoài, lâu lâu về thăm em. Rồi đột nhiên ba em nói ba em cưới vợ mới có hai đứa con gái từ lâu, nên đối diện việc này sao giờ? Bạn muốn đối diện sao? Nghe nó chung chung quá. Bạn cảm thấy khó khăn về cái việc gì? Cơ bản thì bạn có trách nhiệm gì đâu, bạn chỉ có trách nhiệm với bạn thôi chứ. Còn nói theo cái chat thì chắc chắn là cái chat sẽ húp. Kingdom to ground à. Thời gian nó vài chục giây để đi nước cờ. Còn tí nữa. Cái chat thì đầu trong đầu nó nhanh lắm các bạn. Nghĩ lại là đến ông anh gì nhá. Và hai em gọi là em, như thế gọi là gì ra, em gái gì? Step sister thì gọi là gì nhỉ? Em gái gì? Tiếng Việt thì nó gọi là cái gì các bạn? Chạy bước ở vách cả nồi.
Em kế à? Ừ, em kế. Và hai cô em kế đang chọn mọng nước. Chứ có cái gì đâu. Ông ấy may mắn. Không có gì lạ cả. Chơi chưa nhỉ? Đầu tiêu đề thì sửa sẽ nào. Không có gì máu mủ gì đâu à? Vãi cả nồi, sao không dính máu mủ? Cùng cha khác mẹ mà nó bảo là không dính máu mủ kìa. Thể loại pixel game 12 là sẽ có chơi bằng giả lập với phải cả chơi bằng giả lập à? So vừa rồi nên đặt tiêu đề là gì nhỉ? Tôi chưa nghĩ ra cái tiêu đề gì cháy cháy cả bạn ạ. Mẹ kế có hai con riêng, bố có con riêng lấy nhau có dính đâu? Đâu sao bố có con riêng thì lại lấy nhau không dính? Trước khi là con của mẹ kế thì không dính, nhưng mà con của bố với cả mẹ kế à? Thì tất nhiên là dính rồi. Có hai đứa con từ lâu rồi á. Ôi thế thì không có dính gì cả. Ôi thế thì chất của cú à. Vai survival bản cờ vua đâu có chơi trò đấy đâu các bạn, chơi mana lót mà điều cười sẽ mất nhân tính à, cái chat đi chứ. Rồi đấy. Coi cái tiêu đề cháy rồi đấy. Có game mới không à? Đây, cho các bạn xem nốt trailer một lần nữa. Rồi rồi. Tại thật ra thì như bạn vào sau. Beta 32 Immortal là chân là game gì ấy. Không đây, check nốt cái này đi. Không tìm thấy bạn ơi. Trầm Hương cứu mẹ kế ạ. Nổi ạ. Chất. Chất nhờ. Phải có Trần Hương cứu mẹ. Vai cả linh hồn. Chưa chơi mà cuốn dậy à? Nghe tiêu đề là đủ cuốn nhá. Game này hay. Tôi khá chắc là game này hay. Chỉ là sợ các bạn sẽ buồn ngủ thôi, chứ nhìn cái logic của game là hay rồi. Thế bảo game này phát triển mất 7 năm lận. Cơ bản thì các bạn làm lãnh chúa trung cổ. Nó giống như kiểu game làm quan vậy, nhưng mà lần này là mình sang phương Tây ấy. Những cái gì thì nó sẽ kiểu làm mạc phương Tây này. Vũ khí rồi trang bị cái thứ theo kiểu phương Tây.
đây không phải cinematic mà đây là cái cảnh zoom của game ấy. Nói chung tôi không hiểu tại sao nó có thể làm được cái kiểu zoom từ trên zoom xuống mà nó vẫn nét như thế. Đế chế à? Không. Thật ra nói đế chế nó có sai không các bạn? Đó mà những trò như đế chế thì nó kiểu cũ quá rồi, nó không có tương tác từng tí một như này. Này thì giật ác à? Không biết, anh không biết giật lắm. Trừ đoạn nào mà dàn quân ra đánh nhau thì chắc là sẽ giật. Ta xem lại like thì mất à? Mất là đúng rồi các bạn ạ. Cái TFT Baby cái meta đấy thì nên chôn đi. Mấy hồi xưa trên điện thoại có à? Thế nhìn mấy đội quân trông lò quá rồi. Không mà ngày xưa là người ta chỉ mặc ít giáp thế này thôi, chưa làm gì mà kỵ sĩ gì đâu nhỉ, toàn còn tiền của dân binh. Không hiểu sau nó có phát triển được lên đến đấy không? Vừa xem lại Darkest hai, Darkest Dungeon 2 á. Darkest Dungeon thì chiến thuật nhưng mà nó kén người xem lắm bạn. Hy vọng game này nó không kén người xem quá đến vậy. Manolot, let's go. Game tên gì à? Tên trong tiêu đề. Sân binh chỉ thế thôi, kỹ sĩ hạng nặng phải trung cổ à? Thì đây là thời trung cổ mà, thì mình không biết là mình có thể tạo ra kỹ sĩ hạng nặng không, hay mình toàn dân binh. Tải chưa vậy à? Tải rồi. Sơ sĩ. Bây giờ không chơi vịt à? Mọi người có chơi đâu, mọi người dạo này còn nghiện One Human lắm. Giống cổ đại thế à? Đây. À, bấm ra ngoài nó không có tiếng game à. Yo. New game. Vào là chúng ta sẽ được chọn đất nước của mình à? Đây là tên, đây là tên mình, đây là tên lãnh chúa. Tất nhiên rồi, lãnh chúa. Alo đã đến. Alo đã đến. Ủa nhưng mà không có lãnh chúa nào màu da đen à? Thề game chân thực quá cả trường. Đúng là châu Âu, tới Trung Cổ bên châu Âu khác không có lãnh chúa nào da đen cả. Chán thật. Cái lá cờ của mình à? À, chọn kiểu cờ các bạn ạ. À, xong đây là cái hình ở bên trong à? Hình chúa da đen bị ám sát này. Mẹ, các bạn muốn làm một cái nước, đất nước nào ở ấy không? Ở bên châu Âu không? Châu Âu Trung Cổ có vua nào da đen thì có nô lệ da đen rồi. Đó. Tưởng tôi là da trắng như khom. Nhạc to thế. Cho các bạn nghĩ tí đấy. Cho bé nhạc xuống tí nữa. Làm Viking đi á. Đâu rồi nào, dọn lãnh chúa nào trông nó chiến thuật tí. Cờ tí. À đây là background. Logo con gà là sao các bạn? Viking 5 triệu lực chiến à? Đâu logo. À không còn. Ủa wow. Theo tôi hiểu thì chả lẽ nó còn tiếp như là chỉnh cờ khó thế. Nó còn primary color, secondary. À, ui mẹ. Chỉnh một cái cờ này nhé, các bạn có thể chỉnh
Bono. Wow. Không, thật ra làm tôi thấy là làm cờ mà làm kiểu đẹp thì các bạn chỉ cần màu thôi. Kiểu chỉnh màu đẹp là được. Lãnh chúa phải nổi, lãnh chúa nào ra trận đánh nhau với các anh trai. Ra trận đánh nhau thì chỉ có chim cút thôi. Ảnh thứ 6 á. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng, 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 đúng. Giống trong Shrek. Mà phần tạo này của nó cũng không có gì nhỉ. Trừ khi các bạn là một người mà rất hiểu văn hóa phương văn hóa ở bên châu Âu thì may ra mình có thể chỉnh được màu rồi nó. Sao màu này nhìn quen mắt thế nhỉ? Đỏ trắng xanh lá cây. Nó không cho kiểu như là dimension, tức là bạn à, nghĩa là nửa này nửa kia à? Nghĩa là cái thân dưới của các bạn. Đây là thành cờ Ý luôn á. À, có nghĩa là ý là chọn được kiểu như là như thế này á, xong rồi bạn chọn fill A. Xong bạn B của bạn là thế này thì nó sẽ tạo ra một con sinh vật này. Lọ. Không mà tôi thấy cho hình vào nó cứ xấu thế nào ấy. Cho hình vào nó cứ xấu sao ấy, cái chat ạ. Không có ngôi sao à? Không ngôi sao không? Không gọi là trung cổ nó toàn là mấy cái biểu tượng kiểu vẽ hình thôi. Chứ nó khung một ngôi sao. Trừ khi các bạn có thể đây xem đây có không. Rồi, chọn đại đi các bạn, chơi game đi. Em chọn cờ đi bao giờ. Rồ. Wow. Gì đây? Setup game. Đây là mặc định. Khó và chắc là đều độ khó. Đây là gì đây? À, cái này là không có gì à. Đây là đơn giản là các bạn chỉ cần làm theo người dân thôi. Xong rồi cai trị cái vùng đất của mình là xong, không phải giao chiến. Còn cái này là xây dựng hòa bình, tức là sẽ có hai cái lãnh thổ ở phía Bắc. Đấy là có hai lãnh chúa khác cũng cai trị, rồi là có trộm cướp các thứ. Bạn cần phải chiến đấu với hai cái lãnh thổ đấy, chinh phục hết. À. Ok, chắc là để default đi. Cho dễ đi. Hardcore luôn à? Không, hardcore mất thời gian, xem các bạn bị nản. Không nên chơi thế các bạn. Chơi thử bình thường đi, sau này nếu mà mình chơi nhiều sau lúc đấy mình làm hardcore xong. Đây là setting trung bình. Không chơi thằng bé à? Tất nhiên là không rồi. Rồi. Một tin nhắn mới gì đây? À, xây dựng vương quốc của mình, à xây dựng thành thành trấn của mình đi, xong khi nào sẵn sàng là chiến đấu để gọi là lấy chiếm cái vùng đất khác. À từ từ hình như là bạn bấm cái này là à ok, mục tiêu của mình nó sẽ là đánh chiếm vùng đất khác đấy. À, như các cái vùng đất đầu tiên là sẽ cần thức ăn và nhiên liệu, các tài nguyên ghi ở phía trên à? À đây kiểu như là
gỗ, xây dựng này, thức ăn này, nhiên liệu này, hạt trồng trọt này. Đấy. Ok. Sau đoạn đầu làm gì? Chỉ cần nói thế thôi, chỉ nói thế thôi á. Bắt đầu các bạn zoom được vào từng con một này, nhưng mà làm sao để xoay cái camera nhỉ? Phải tutorial trước chứ à, khó đấy các bạn. Xong làm sao để chuột giữa để xoay. Ok. Đoạn đầu làm gì? Đây là nhà không có chứa cái gì cả. Nó chỉ hướng dẫn mỗi thế thôi á. Khó đấy, nghe trong game có vẻ chưa gì đã thấy khó rồi. Đây là cho người vào nuôi bò à? Mình đang có bao nhiêu dân vậy? Trong hầu hết các trường hợp, tài nguyên trong này bắt buộc phải mang vác thì mới đi được. Cần một lúc cho nên là mình có thể thay đổi tốc độ của game. Ok. Thay đổi tốc độ của game kiểu như thế này. Xong sao? Khó điên là chưa hướng dẫn đi. Đấy, đây là hướng dẫn đấy. Tôi còn chưa hiểu nó đang làm gì đây, nó tức là nó chưa có tutorial cơ bản à? Thôi được rồi, mình chơi theo suy luận ấy. Đây có một người làm việc ở đây à? Mình chết đói nhanh hơn à? Xem mình xây được những cái gì. Chạy lấy gỗ này. Các bạn phải xem hết các nguồn tài nguyên rồi là thì mới quyết định cái hướng của thành trấn của mình á. Quá nổi đấy. Có nghĩa là theo kiểu là các bạn sẽ muốn nhìn rõ xem ở đây có những cái gì á. À, tức là zoom ra ở đây là có mỏ sắt này, thú, đất sét, đá và đây là dâu. Ok. Thế là nghĩa là mình phải xây đi theo mấy cái tài nguyên này, còn đây là cái chỗ nhà nhỏ thôi, không phải xây về hướng này. Nghe game khó thế. Quá rồi, nhìn này. Bạn nhìn vào cái phần giữa dưới này. Game này có vẻ nhiều não vãi nồi, các bạn bấm bấm vô từng phần một đã thấy các loại nhà mà nó có thể xây được ấy. Khó vãi đái. Bây giờ nhá, đồ những cái tài nguyên của mình còn bị hỏng nên là phải có kho hàng trước. Kho hàng logistic con mẹ đây, kho hàng đây, kho cái kho này lại chỉ mũi tên vào, nghĩa là nó kho cho một cái gì đấy à. Xây một kho ở đây trước đi thế nào. Những người dân nào mà chưa có công việc thì sẽ lập tức tiến hành xây dựng kho này. Xong chúng ta cần thức ăn à, granary. Người không còn phải xây dựng nhà cửa cho chúng nó ở. Có giúp lúc là mình đang có bao nhiêu dân vậy? 4 người dân, một người dân đã làm việc rồi, chưa có căn nhà nào ở. À đâu, tổng cộng là có 10 người dân. Hiểu hiểu. Ui, game khó đấy. À rồi, cứ bình tĩnh. Chạy gỗ trước đi. Thì để đây cho nào. Oxen to be moved là cái gì nhỉ? Nghĩa là để
Hả? Phải đái thế. Chờ tôi tí ạ. Gỗ nhá, các bạn còn cần phải bò để kéo xe đi cơ. Nó sẽ tự động lấy bò để kéo gỗ ạ. Trời ơi. Sao nó chân thực vậy? Rồi, một chạy gỗ ở đây đi. Biết rồi. Uầy, xong rồi bây giờ xem từ đây bọn nó sẽ đi xây gỗ đến bao giờ. Đây à, anh này dắt bò lên à. Đây đây đây. Dắt bò mang gỗ từ dưới này mang lên trên này để xây khó thế nhở. Chắc là đây là cái chỗ tài nguyên cơ bản của mình, nhưng mà mình muốn là cái thành trấn của mình nằm ở giữa cái khu bên này cơ. Để tăng tốc tua nhân 12 cho nào. Ui ôi, để đúng một cái cây ở đây á. Gì đây? Bây giờ lãnh chúa bên khác nói à? Tôi đã nghe cái tuyên thệ của ngươi à? Tôi chỉ muốn là gọi là bảo vệ quyền lợi của mình à? Hy vọng là sẽ không đánh giá sai bởi những tin đồn các thứ. Kết thúc đi, từ từ á, nhà em còn đang khổ lắm, còn chưa có cái gì anh ơi. Xây nhà xây dựng là như nào? Từ từ, trong lúc mà con bò đang kéo xe từng thanh gỗ đến đây để xây cái kho thì chắc là mình còn suy nghĩ đến việc đây là gì đây, đây là cắt gỗ này. Saw pit. Firewood là gỗ lửa là như nào nhỉ? Rồi bắt đầu xây dựng được cái mỏ gỗ ở đây. Từ sáng đến đêm rồi. Công viên là mình xây dựng nhanh đấy chứ. Được rồi. Bây giờ mình sẽ phải cho cử người vào làm này. Bấm vào cái này. Tạm thời cử 3 người đi. Thế là mình còn có đúng một người xây dựng thôi à. Nói chung là hình như nó sẽ chia đều đều, mình có thể chỉnh được cái này sau ấy. Thật ra tôi nghĩ là nên để khoảng khoảng 2 người thôi. Hoặc để một người làm gỗ cũng được. Một anh tiểu phu thôi. Đây cái kho thì đang sắp xây xong rồi. Cái này để làm gì đấy? Trồng cây. Trại săn à? Cơ bản thì chắc là tôi nghĩ sẽ lấy hết tài nguyên đi săn thú, ví dụ ở cái trại săn nhá. Săn thú mình có xây được, phải xây ở trong vùng này à? À đâu, đây xây ở đây trong rừng là vừa. Cái này các bạn sẽ bị đấy, chắc xây ở đây. Nó xây ở đây đi. Ok, để săn thú này. Thì mình sẽ có tài nguyên ở đây. Cái này là gì đây? Clay. Đất sét à? Thế để khai thác đá đi. Đây là mỏ đá này. Lát thế. Đây, mỏ đá ở đây đi. Còn xây được cái gì không? Mỏ sắt. Sắt thì hình như là mình đang bị thiếu một cái gì đấy à. Không có gỗ à? Không có gỗ ở trong tầm là như nào nhỉ? Từ từ đó vậy. Xây nhà gỗ thì cần xây nhà trồng cây xưởng để sát nhau, nếu không có nhà cây nó cho sạch khu vườn luôn á. Chưa hiểu. Chơi game xây dựng à? Game xây dựng ok mà. À mình đang pau ạ. Đây là chỗ để tài nguyên của mình à? Làm sao mà mình có thể di chuyển được cái chỗ để tài nguyên này nhỉ? Đường xá thì sao? Đường sẽ gì đấy? Somewhere placed. Một số nơi làm việc thì nó sẽ cho mình chuyển 10 tài nguyên một lúc. Tuy nhiên, xây đường rất là chậm. À,
Không, ý nó là nó mình có thể dùng cái xe kéo để vận chuyển 10 tài nguyên một lúc, tuy nhiên là xe kéo nó phải đi trên đường, nếu không nó sẽ rất là chậm. Đâu, ví dụ bây giờ chúng ta xây đường đi. Từ đây. À, đây là đường thẳng, làm sao mà làm đường cong được nhỉ? Đâu được đâu ta? Thiết kế hệ thống đường trước à? Thì đúng rồi, tức là bây giờ nhá. Xếp đường của mình sẽ là ra đây đi. À đây, cong đây, xong vào đây. Đây là vào mỏ gỗ. Nghe là đồng ý xây à? Xong rồi, chúng ta có thể bấm từ đây. Đấy. Vào cái nhà kho bên này à? Vào cái mỏ đá bên này à? Đấy, đã xây được hai tuyến đường. Tại vì đây cái không hiểu tại sao mình chỉ có một cái kho từ đây. Thì để cái kho này chạy lên trên này thì nó sẽ hơi bị khó bạn. Trò này đã không có tutorial nhiều lắm nhưng mà công nhận nó đẹp. Đây. Một anh thợ dùng bò kéo. OCD xây đường à? Chấp nhận thôi các bạn, không muốn cái nào nữa. Nhân 12 lên thì chắc là hết một ngày may ra mới xây xong. Làm sao để tăng số lượng người dân nhỉ? Kiểu như là mình cứ làm tốt thì người dân tự từ nơi khác tự đến à? Cái nhà kho này nó sẽ có tương tác cho những cái bên nào nhỉ? Hay là cái nhà kho này lúc đầu mình có xây sai không ta? À bạn nhìn nó dựng nhà từng tí một đấy. Rồi, ok. Xong cái mỏ đá này, cho một người vào làm này. Chỗ chạy săn bắn này thì sao? Cho một người vào săn này. Xây tiếp đường à? Từ đây nối đến đây. Những con đường trông ghét thế nhỉ? Phải xây nhà dân rồi. Nhà dân hả? Shelter camp. Nhà dân này tốn tiền á. Mình có bao nhiêu tiền? Mình có 50 tiền. Nhà dân này tốn 250. Giao thương. Industry. Lò rèn. Lò nung rồi là cái gì đây? Chưa, từ từ đã. Bỏ qua mấy cái đi, hái lượm đó các bạn ạ. Đây, cái này là chỗ để hái lượm này. Đây có dâu. Đây ở đây một cái hái lượm nữa. Xây ở dân cho dân xx với nhau có con mới à? Thế thì lâu lắm các bạn ơi. Ngồi vào bên này đi. Làm sao để cho cái đường nó cong kiểu các thứ này, nhưng mà thật ra đường tốt nhất nó vẫn là đường thẳng à. Không sao, first playthrough bình tĩnh. Đang thiếu tài nguyên nhà dân, đốt tài nguyên lắm à. Thì thật ra thì tôi cũng chưa xây nhà dân nào mà tôi đang suy nghĩ đến chuyện đấy rồi. Ví dụ nhá. À, mỗi lần mình zoom to vào ấy thì nó sẽ nét hơn. Vãi nồi, đi vào trong này. Đâu thằng đang săn hươu, tôi định zoom vào xem cảnh nó săn hươu mà. Vãi trưởng thật. Thì đây là một cái khu khu nhà ở riêng của mình à. Tài nguyên là vẫn lấy từ đây mang lên trên kia. Thế còn ở trên này, do cái nhà kho này thì có tài nguyên gì? Không không có tài nguyên gì cả, hay phải có người trong làm trong là kho luôn á. Thế hết người rồi còn đâu? Làm sao để nó chuyển hết tài nguyên ở ở cái chỗ này vào nhà kho nhỉ? Tại theo tôi nhìn thì tài khoản để ngoài sẽ hỏng. Anh thầy xây được thẳng được không hả? Cáo đen. Nó vẫn là anh xây được thẳng đấy chứ. Nó vừa hiện chữ gì đấy?
Bây giờ muốn xây dựng thì mình phải phải là bỏ một cái bên chỗ nào đấy đi cơ. À, thế tôi bỏ tạm một thằng ở chạy săn như vậy thì nó mới hoàn thành xây dựng được. Bỏ người vào nhà kho tự động vận chuyển à? Có bỏ vào rồi đây, nhưng mà nó chưa chuyển đến các bạn ạ. Sau này là mình sẽ không cần đến cái này nữa, thì tuyến đường sau này mình cũng sẽ sửa lại à. Lâu quá này, còn lâu quá các bạn. Có 10 người dân nhưng mà tại sao chỉ có 5 cái thằng 5 người 5 5 5 người làm việc nhỉ? Đây bắt đầu đào đá rồi đây. Thế mà đào sắt thì phải dùng cái gì? Mining pit mới đào được sắt, nhưng nó sẽ cần gỗ. Gỗ thì nó lại không cho lấy à. Mình có 4 gỗ này, 33 đá, có 10 công cụ. Chính ta thấy là mình tạm thời chưa cần lấy gỗ lắm à. Bỏ bớt một người ở gỗ ra đây, cho vào vận chuyển đi xem nào. Mười là sức chứa dân rồi. Thế thì khó nhờ. Đâu để tôi thử tua nhanh lên nhá, xem mà. Đúng rồi. Đây, đây là tài nguyên mình để ở ngoài, nó bắt đầu mang lên trên kia rồi. Hai tháng nữa là tài nguyên liệu của mình sẽ hết. Mưa, nhanh lên, chuyển hết đồ vào đi không hỏng. Các anh ơi, chết rồi, ướt hết cả hàng rồi. Ai, đen thế. Vừa mới phát hiện ra cách chuyển đồ rồi xong rồi. Một cơn mưa đi qua luôn mà. Mưa tạnh thì cũng đã chết, đồ hết hết rồi. Cày thế nào. Thế lại từ đầu à? Không, lại chạy từ đầu không sao cả. Ướt một tí thì kiếm lại, có cái gì đâu các bạn. Thôi rồi, hết mưa rồi. Cho tốc độ nhân 4 đi. Bớt một thằng ở kho hàng đi nhá. Chúng ta chuyển một người qua chỗ vườn dâu, hỏi chỗ thu thập làm đi, cho nó thu hết chỗ dâu này. Bị bệnh là sẽ không làm việc, mình cần thảo dược để chữa bệnh cho chúng nó. Ok, mình đang có khá là nhiều nguyên liệu đây. Thức ăn thì chỉ có bánh mì thôi, nhiên liệu thì có củi thôi, củi đốt thôi. Được rồi, để xem nào, để có thể lên được kiểu như là xây xây sắt sớm không nhỉ? No deposit in range. Tại sao lại không có cái deposit, tức là như nào nhỉ? Tôi chưa hiểu lắm. Cái mỏ sắt này nó phải cần điều kiện là cái gì? Nó phải ở trong tầm gỗ, có gỗ à, hay như nào nhỉ? Cái kho này của mình đã có. Cái kho này của mình không có gỗ. Đầu game không cần sắt á. Nhưng mà tài nguyên tôi đang có đá rồi thì sẽ nên cần cái gì nữa nhỉ? Xem nào. Thì đây là trồng cây nhá. Không 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 muốn sắt thì gọi lấy cái gì? Logistic. Nhà kho là có rồi này. Gallery. Cái kia là thức ăn. Chết rồi, bây giờ mình cũng phải có một cái kho để thức ăn nữa các bạn ạ. Kho thức ăn thì sẽ chắc phải để ở trung tâm đi. Đây này, phải xây cái kho thức ăn, nó chuyển thức ăn vào. Trời ơi, cái chỗ đồ ở ngoài này là chỗ bánh mì. Ok. Spec station. Đây là chuyển đồ chỗ này chỗ khác à?
Cái này là để cho dùng bò vận chuyển. Đây, đây là nhà, xây nhà dân này, giếng. Nhà dân nó cần 5 cái nhà cơ à? À, đây là các bạn xây cho hộ à? Một số nhà nó sẽ có ô cố định. Các bạn chọn 4 điểm thì sẽ xây thành cái khu nhà. Tức là ví dụ đây nhá, bên cạnh nhà kho đi. 1 4 điểm như thế này đi. Không đủ gỗ à? Thế thì phải bé hơn à? Ô này nhỏ quá. Không được nhỉ? Từ từ nhá. Không thì đây xây thế này đi. Plot too small, tại sao lại bị bé quá nhỉ? Từ từ nhá. Không có đủ gỗ. Từ từ nhá. Không có đủ gỗ. Mình đang có gì đây? Có nhiều đá quá rồi. Từ từ bỏ bỏ một ông một mỏ đá đi. Chuyển sang mỏ gỗ đi. Hiện tại thì chúng ta còn đang có xây dựng một cái nhà, một cái kho lương thực. Ok, thì vẫn phải đợi thôi. Rồi, số bánh mì chúng ta lại bị ướt nữa rồi. Thôi, hỏng mất rồi. Đây đây, chuyển chuyển vào kho lương nhanh các anh ơi. Làm đường xấu à? Tôi chưa hiểu làm đường trong trò này như thế nào ấy. Nếu không hay là thôi chơi lại đi. Đường cong vẹo khó chịu ghê à? Được rồi. Menu. Em khó đấy, con mẹ. À, lại chúa ai lô da đen đã từ bỏ vương quốc của mình để sang vương quốc ôi mẹ. Sẽ chơi tiếp cho có kinh nghiệm à? Thôi được rồi, không mấy trò này nó cần gọi là quy hoạch các bạn ạ. Khi mà quy hoạch nó đã hợp lý rồi thì nó dễ, nhưng mà khi mà quy hoạch nó chưa hợp lý thì chỉ có đái thôi bạn. Cờ cờ nhiều màu ấy trông nó khó đấy. Không phải cái này, không thể là red được. Nó phải là một màu gì đấy khác. Như này à? Trời, không có gì thế này thôi, cứ đòi đường thẳng à? Làm đường trước thì sao nhở? Đây nhá. Chưa gì đã tham stone rồi. Không, mà công nhận là mình là cảm giác là mình đang hơi thọt. Chơi map 1 à? Chơi map 1 thì không hay, nó sẽ không có đi tấn công gì cả các bạn. Rồi, chúng ta đến với một ngôi làng mới. Tại ngôi làng cũ chúng ta hơi lọ. Xem nào. Khu bên này thì... Ui ôi. À, các bạn còn zoom được ra ngoài to luôn này. Được. Xem khu vực nào đang bị đất nước nào kiểm soát này. Ui. À, đây là nhà, đây là vùng của mình này, lãnh địa của mình. Đây là lãnh địa của hai cái lãnh chúa khác. Còn đây là những cái vùng mà chưa bị ai đánh chiếm. Wow. Ui, cái vùng này xấu hơn cả vùng trước nữa. Nhìn này, đá ở một chỗ. Dâu ở một chỗ, mỏ sắt ở một chỗ, chỗ này khá là nhiều thú, chỗ này là gì đây? Trời ơi, cái vùng này xấu quá các bạn ơi. Nhưng mà hình như ở vùng này nó có một cái lợi là nó có cái hệ thống đường rồi thì phải. Nó đã có một cái hệ thống đường sẵn rồi. Được rồi, có kinh nghiệm rồi. Đầu tiên là logistics quan trọng nhất các bạn ạ. Quan trọng nhất là nhà kho. Hay xây kho gỗ.
nhà kho ở đây và lại hại xây hai cái kho chứ các bạn. Quýt kia chơi khi vùng đẹp và thôi rồi không sao ạ. Vùng này có đường mà. Sao nhà nó không vuông vắn được nhở? Kiểu như đặt nó không vuông vắn vào với nhau rồi nhở? Gỗ đi, chắc là trò này sẽ cần rất nhiều gỗ ấy. Rồi, ngôi làng mới của chúng ta đang bắt đầu lại với mọi thứ hợp lý hơn. Địa lý vùng này hơi xấu nhưng mà tôi nghĩ là sẽ ổn hơn đấy. Ok, một hai người vào vận chuyển đi, chuyển hết đồ vào kho đi. Gì đây? Địa thư à? Ok. Chuyển, vận chuyển đi. Lần này chúng ta sẽ không để tài nguyên bị ướt nữa ở đây. Đã chuyển xong hết luôn rồi thì phải. Đấy, cho xe kéo, dùng bò kéo vào. Chuyển hết rồi đấy, bây giờ chỉ cần xây nhà cho dân. Không cần người làm kho nữa này vì đã vận chuyển xong hết rồi này. Cho 3 dân làm gỗ luôn. Xong bắt đầu xây nhà dân này. Ok. Tôi thử xây đấy nhá, xây một khu nhà dân ở ven rừng này được không? 12 gỗ. Ơ, thế nó có tính chưa? À không được. Mình có 6 gỗ ạ. Xây khu nhà dân 8 gỗ đấy. Ơ thật ra thì uầy, nhà dân này cũng sắp đủ rồi mà. À, các bạn để như thế này là thì là có 2 nhà thôi thì phải, mất có 4 gỗ thôi các bạn xây như thế này. Nó thành 18 gỗ tùy theo số nhà các bạn chia. Ví dụ tôi chia như thế này là 14 gỗ này, là 7 nhà luôn này. Wow. Nhà sân xây chiều lớn để thêm sản xuất là như thế nào? À được rồi, xây thừa nhà ra cũng chắc cũng không sao, tốn có một tí gỗ thôi. Có 3 người làm gỗ rồi, giờ có 2 người xây dựng thôi. Đấy, nhà thành trấn bắt đầu xuất hiện. Đấy, bây giờ dân nó chuyển đến nhà ở ấy thì nó sẽ hấp dẫn những cái hộ gia đình khác chuyển đến là mình mới có thêm dân. Nhưng tuy nhiên là mỗi hộ gia đình sẽ cần nhiều hơn là chỗ ở để vui vẻ đúng không? Phải còn xem là cái nhu cầu của chúng nó là cái gì ạ? Từ từ á. Click on the building. Các bạn bấm vào đây. Xem gia đình này muốn cái gì. Vai. Phải có nguồn nước. À, phải có nhà thờ. Phải có chợ là... Game khó thế. Nguồn nước thì tôi nhớ là có cái giếng. Giếng ở đây. Ủa? Đừng bảo với tôi đây là ý là cái mạch nước ngầm hay cái gì đấy chứ. Đây là một cái giếng ở đây đi xem nào. Gì đây? Mình đã lên, được lên cấp rồi này. Nói chung là có thêm dân là mình phải có đủ nhà trống. Và cái độ gọi là vui vẻ nó phải trên 50% đấy các bạn ạ. Mình mới có 44% thôi. Bây giờ mình cần gì đây? Mình cần gọi là... Gọi là tôi quên cái từ đấy, từ tiếng Việt đấy thôi. Fuck. Cái gì thì gọi là dân quân à? Nói chung là bây giờ các cái khu vùng đất của mình thì phải có dân quân. Và may mắn là vừa có một đợt
vũ khí được chuyển tới nên mình có thể tạo ra cái đợt quân tạo ra đội quân đầu tiên của mình à. Nên tương lai thì mình vẫn phải tự chế hoặc là phải nhập khẩu vũ khí từ các cái vùng đất khác. Game khó thế. Tôi chưa nghĩ là cần dân quân đâu. Thề bây giờ đang cái thời giai đoạn phát triển, dân thì cũng phải vào chuyện làm ruộng đi đã chứ. Chợ này. Ủa chợ cũng là chọn à? Xem nào. Chợ, chợ thì bây giờ xây chợ ở đâu nhỉ? Hai cái nhà kho ở đây thì mình sẽ xây chợ sau nhà kho. Hay là mình xây chợ ở đối diện nhà kho là ở khu này vậy? Chợ là cũng xây giống nhà mà nó cũng xây kiểu như thế này này. Từ giờ dân thiếu là đúng rồi. Từ bây giờ phải từ từ dân quân quái gì. Không có quân xây nó xâm lược à? Lúc đấy thì chấp nhận tính sau đấy các bạn. Sao có dính với nhau nhỉ? Đâu thử xem nào. Đối diện à? Thật ra thì không thì ở phía sau cũng được các bạn. Đây thử xây một khu chợ như này đi. Ok. Rồi, xây được một khu chợ. Tavern là nhà trọ nữa. À đâu, cái quán rượu à? Vãi nồi lại còn cần cả ale là cái gì? Rượu bia à? Mình đang có bao nhiêu gỗ? 18 gỗ à? Ủa không đứa nào đi xây à? Đâu hết rồi? Dân đi ngủ hết rồi à? À, chúng nó vẫn đang xây cái nhà cuối cùng này nên là nó chưa xây được cái chợ. Tại sao khu này nó không có? À, mình vẫn chưa xây cái giếng mà. Phải có nhà thờ. Căng nhờ. Cua lên đó bạn ơi. Hết người rảnh rồi à. À, mình đang có bao nhiêu gỗ? Có 20 gỗ rồi à? Thế thì đâu nào? Cho bớt người từ mỏ gỗ ra đây. Để một người làm thôi cũng được. Xây giếng nước dần đi chứ. Phụ nữ cũng phải ra xây đây. Trời đổ mưa rồi, chúng nó đi về nhà. Ô kìa. Mưa thì không làm à? À đây đây đây. Xong xong khu nhà rồi. Bắt đầu hình thành bản làng hợp lý rồi đấy các bạn ạ. Đang chưa thiếu đồ ăn lắm, lương thực của mình vẫn đủ cho 2 tháng nữa cơ. Nhưng là mình tôi nghĩ là mình cần xây dựng cơ sở vật chất xong đã, có nước rồi này. Sao nó vẫn không tích dấu V vậy nhỉ? Chẳng lẽ là nước nó cái giếng này nó chỉ chả lẽ cái giếng này nó không phục vụ tới khu nhà dân bên này à? Thôi cút rồi. Phá đi thì nó sẽ refund lại cho mình tài nguyên. À đây đây được rồi được rồi được rồi. Nước hơi xa, lấy nước ở đối diện mà có xa lắm đâu. Nhà thờ. Nhà thờ. Nhà thờ ở đâu vậy? Bao giờ mới được xây biệt phủ cho mình nhỉ? Cái gì hết thức ăn á? Sắp hết đã, thức ăn đủ một tháng rồi. Từ từ nhá, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, 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 ngay đây, ngay đây. Có chỗ, có thú đây. Xây cái săn bắn là xong. Chứ đi ra ngoài này ở đâu, ngoài này hái dâu nữa à. Đây đây.
trại săn bắn. Đây một khu trại ở phía sau này đi. Làm sao để xây cho nó vuông vắn hơn thì. Thì như nó báo trước thôi, báo trước thôi các bạn. Rồi. Cho một thằng đi săn thì bình tĩnh, anh trai bình tĩnh. Mưa mọi người lại không làm việc à? Hay là đêm rồi đi ngủ à? Càng nhiều dân tiêu hao càng nhanh à? Tôi vẫn chỉ có 5 dân thôi mà. Đã có gì đâu các bạn. Rồi, xong cái trại cho hai người vào săn. Là mình vẫn còn hai người rảnh tay. Có cần mỏ đá chưa nhở? Xe bò là lúc đầu nó cho mình một cái nhà kéo xe bò rồi đúng không? Mấy này khóa hết các bạn ạ. À đây, nhà thờ đây. Nhà thờ cần 20 cái gỗ đỏ. Gỗ đỏ đấy hình như là hình như nó là ván gỗ các bạn ạ. Để xây nhà thờ cho dân nó vui chỉ cần đấy, mình bắt được thú rồi thì phải. Anh có dinh thu choi Total War không anh? Rome Edition A. Không, tôi không định chơi vào đấy bạn. Sao mãi vẫn 15 dân rồi? Khi nào có phải 47, xây cái này thành 50% này. Thì nó thì lúc ấy các bạn mới có dân đến. Chứ bây giờ đang thấp quá thì làm sao mà được. Hình như là bây giờ mình sẽ cần chỗ xẻ gỗ đấy. Sợi gỗ ở cạnh mỏ gỗ này là đẹp này. Đúng không nào? Đúng rồi. Đây, đây cái này để chế tạo ván gỗ đấy mà. Ok. Sao vẫn có người không có nhà là sao lại thế nhỉ? Đâu xem nào. Đâu có thằng nào không có nhà đâu. Tôi có 7 căn nhà mà. Mấy căn nhà này hình như là còn không có người ở này. Không này. Xây bị thừa đây này. Mình vẫn thừa 2 căn mà. Mình có 5 hộ gia đình thôi. Chúng ta cần phải đảm bảo. Trò này nó không có hướng dẫn, nhưng mà mình vẫn có thể hiểu cơ bản trong mấy trò xây dựng là các bạn sẽ phải đảm bảo là dân nó vui. Sau đấy làm gì làm vãi nồi, bọn này xây kỹ không này, đào cả móng luôn rồi. Chất nhờ, đâu xây đi em xem nào. Đào móng sao làm gì. Đang vận chuyển đồ đến à. Căng chưa. Ui, con lắp cột này. Ui. Nhìn kìa, nó xây nhà kìa. Rồi. Cưa gỗ. Bắt đầu cưa gỗ ra. Chắc là một người cưa, một người lấy gỗ thôi các bạn. Tôi bảo mà con game này ăn điểm ở cái chỗ là nó chi tiết vãi nồi. Cái là có 5GB đấy. À đâu, 5GB tải về như là tổng ra thành mười mấy GB thì phải. Xong tiếp theo mình cần gì nữa nhỉ? Trồng cây. Đây, đi hái dâu. Chắc là cứ xây hái dâu rồi. Nhưng mà làm sao mà để mở rộng đường vào tận trong này hái nhỉ?
Xa quá các bạn ạ. Hay là cứ xây ở đây nhỉ? Đang suy nghĩ. Hay là mình xây một con đường từ đây. Xong rồi đi vào đây. Làm sao để đường nó cong kiểu đẹp 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 được nhỉ? Đường trông nó thẳng nó cứ phèn phèn kiểu gì ấy. Nối từ đường ngoài này. Phá cây kiểu gì? Xây đường là nó sẽ tự chặt cây ấy, tức là bạn xây thẳng một đường từ đây vào đây luôn á. Mình bắt đầu bị đầy kho. Đầy kho. Tại sao là cái gì đầy nhỉ? Kho gỗ à? À gỗ bắt đầu bị đầy. Nó phải chuyển vào một cái kho khác. Cái kho này đây, tại sao nó không chuyển gỗ? À phải có người chuyển. Ok. Nhưng phải có một thằng vận chuyển nữa. Mấy game khó thế. À mình đang có 20 cái khiên, 20 cái kiếm, cái giáo đây. Được rồi, hết hết người đây, giảm một người đi săn hay tăng một người làm ở kho. Kho lương thực cũng phải có một người. Không có gia đình nào làm ở chỗ bò thế đấy. À, nghĩa là phải có một cái hộ hộ dân mà nó không có làm gì đấy để nó dắt ra dắt bò nữa à. Trời ơi, lấy đâu ra dân bây giờ? Đoạn này đau đầu thế nhờ. Bây giờ còn cái bọn này nó đang mở một quầy thức ăn ở chợ, nếu mình không ấy cho nó là nó sẽ mất mất quầy luôn. À nếu mình hủy nó đi ở đây này, hình như nó đang bán cái quầy ở đây này. Nó bán thịt này. Phải đái thật. Khó nhờ. Thế bây giờ hủy cái gì bây giờ? Hủy thằng ở bãi gỗ đi vậy. Rồi, đấy, thế là có một thằng. Nghĩa lúc nào cũng phải có dân trống để nó đi dắt bò thì mới vận chuyển được hay sao ấy các bạn. Hoa có cứ từ từ đi, bình tĩnh. Construction finished fire wood store là cái gì nhỉ? Đây này, phải có thằng nó điều điều xe này. Mưa mặc áo mưa. Chết. À, phải làm sao lên có thêm dân các bạn. Không có dân khổ quá. Đây đây này, cái này để điều con bò à. Đẩy nhanh tiến độ xây nhà thờ à? Đã xây được nhà thờ ối đâu các bạn. Còn lâu. Cho chúng nó chuyển bớt để gỗ nó không bị đầy ở trong này này. Đấy, cần phải chuyển bớt đồ để gỗ không bị đầy rồi là thịt nó không bị đầy quá. Gỗ bao nhiêu rồi? Có 5 ván gỗ ạ. Vẫn phải để một thằng làm ván gỗ đây. Phải nhân 4 các bạn ạ. Quan trọng nhất vẫn là nhân lực, đúng rồi. Có chuyện gì đây? Không trên 12. Tại sao sao tôi đang bị cái gì đấy nhỉ? Xây dựng rồi đi đánh á. Và tất nhiên là có rồi các bạn. Đâu phải chỉ xây dựng không đâu. Xây dựng nó đi đánh vãi cả nồi ra chứ. Không mình không ấy thì nó cũng đánh mình. Tại sao nó cứ bảo à đâu. Hình như lại chuyển được vào kho rồi hay sao ấy. Đấy kho lương. Hết nguyên liệu á. Nguyên liệu à, thế bây giờ cần gỗ. Khó nhờ. Bây giờ lại cần đây. Cần củi củi để đốt các bạn ạ.
Làm sao xoay nó lại nhỉ? Rồi. Khó đấy. Gỗ thường thì cũng nói chung là mình đã bị thiếu dân quá. Dân nó cần cũng cần phải vui hơn một tí. Homelessness trừ 3, tại sao lại thế nhỉ? Nhưng mà phải có nhà thờ thì dân nó mới vui. Xong chưa, đã chuyển hết thịt vào ấy chưa? Gỗ trừ cái thằng kho gỗ này đi cho nó đi xây đi cho nó nhanh. Lương thực lại thiếu à? Lại kho lại đầy, tại sao kho đầy được nhỉ? Kho gì đầy? Cái gỗ này đã đầy à? Nhưng mà không thằng nào chặt cây nữa mà nó vẫn đầy. Bực thật. Hủy cái trại tị nạn đi á. Trại tị nạn nào? Có trại tị nạn nào đâu. Đi nhà thờ vui về với chữ đẻ à? Cay vãi nồi thề. Thôi kệ thôi các bạn. Đây thì em cũng chịu. Đấy, nó bắt đầu xây rồi, nó không bị đầy nữa rồi. Tua nhanh lên thôi. Anh xây nhanh cho em cái. Chỗ làm củi đốt cái, không có củi chúng nó cũng không chịu. Rồi. Cho một người vào đây làm. Có đủ gỗ để lấy chưa? 20 plank rồi này. Đây rồi. Sắp có thêm dân rồi. Nhà thờ ở chỗ nào ấy nhờ? Administration à? Không phải. President đúng không nhờ? Đây. Nhà thờ gỗ. Thiếu đá à? Ở đâu vừa có đúng 10 đá. Ui. Có nhà thờ to đấy. Đấy. Có nhà thờ ở đây là đẹp ạ. Hết người rồi à? Không cần vận chuyển lương thực đâu. Ông này có bán chợ là không được rồi. Thằng này cũng bán á. Thằng này lên chợ bán cái gì đấy? Cái hộ gia đình này bán cái gì đấy ạ? Dân ham vui à? Tôi chưa hiểu bao giờ dân của tôi giải quyết được vấn đề đây. Bây giờ hiện tại đốt bằng củi. Tua lên nhanh lên thôi. Cái gì? Thôi rồi kệ chúng mày đi. Tôi bị cướp nó ăn nó cướp mất ba gỗ bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao, ở gỗ nhà tao nhiều. Đóng tí, đóng cho mấy anh cướp tí vậy chứ biết. Tôi khá chắc là các bạn thả cho nó cướp còn hơn ấy. Chứ dân mà không có lại còn làm quân đội kiểu quái thì bây giờ cắt người ra làm quân đội kiểu gì có mỗi 10 người. Mà còn 5 hộ gia đình. Sự người làm không có ạ. Thế tại sao lại đi cướp gỗ nhỉ? Cái công đấy các ông đi ra ông chặt cây hộ tôi. Mấy anh cướp này thế, cái nhà thờ này xây dựng lâu lắm. Ô từ từ đã. Sao chưa xây dựng nhà thờ mà mình đã có 53% rồi này? À, mình được cộng 6 vì chợ mình bán nhiều loại đồ. Ồ. Thế thì nhà thờ cũng chưa cần thiết à? Thế bao giờ có thêm dân đấy các anh trai? Mình đã bị đầy một cái nhà gì đấy à? Sao đầy cái... À nó vừa báo đầy cái nhà gì hết rồi thì phải. Khó đấy. Bây giờ dân còn đòi có quần áo mặc. Quần áo mặc thì nó sẽ phải có... chỗ may. À,
Tannery đây. Dùng da thú để làm vải. Dân này lòng lười làm ham chơi à. Tôi không biết bao giờ mới có thêm dân đây. Làm sao để xây được được nhà mà cấp xịn hơn nhỉ? Đây là nhà cấp 1. Làm sao để xây được nhà cấp 2? Kiểu như các bạn có thêm nguyên liệu à? Cố lên nào. Sắp xong nhà thờ rồi, dân vui phơi phới. Sao lại có được new mercenary ở lính đánh thuê hay cái gì đấy? Nhà thờ sắp xong chưa? Trông hơi hoang tàn à. Anh đoàn nâng cấp nhà phải đáp ứng đủ nhu cầu. Ví dụ đây nhá, nhà cấp 1. Rồi, xong rồi, có nhà thờ rồi. Mọi người ơi, đến cầu nguyện đi. Lại trả không đi cầu nguyện à? À đây, vào nhà thờ đây. Thế nhưng cái nhà thờ ấy trông nó hoang tàn quá các bạn ạ. Làm gì đấy? Không vào à? Đến rồi mà sao lại không vào? Chắc là chê trông hoang tàn quá các bạn. Làm sao để nâng cái nhà này lên cấp 2 ta? Có nhà thờ, có nước, chỉ thiếu quần áo. Phải có linh mục á? Vãi rồi, còn phải cho một thằng vào đấy làm linh mục nữa à? Ăn còn chưa đủ. Dân còn chưa đủ, còn đòi có cả linh mục nữa à? Thế thì khó đấy. Bao giờ mà có thêm dân đây? Sao lại buồn rồi? À đây, cấp 2 các bạn sẽ cần cần gì đấy? Nhà hộ dân cấp 2 thì nó sẽ cho mình 1 tiền mỗi tháng. Mỗi tội là nó sẽ cần 4 gỗ à? Không phải đâu, gỗ mình có rồi mà, gỗ nhiều mà. Ván gỗ mình cũng có nhiều luôn. Tắt một thằng làm ván gỗ đi đây. Thiếu quần áo á. Phải đủ cái này à? Thì các bạn phải đủ cái này thì mới được nâng lên cấp 2 à? Requirement. Thiếu quần áo à? Khó thế. Thế thì bây giờ phải đâu nhá? Đây là dùng da thú đây, xây cái này, nhà này dùng da thú thì làm thành da thường. Chắc là cái này. Như là tôi đoán thế. Thử đi xem nào. Điều kiện để nâng. Mà nâng thì nâng được tất cả các hộ các bạn. Anh em mọi người ơi, cố lên. Trông ra cái thành trấn hơn rồi đấy. Xây được cái gì cứ xây ở đâu các bạn ơi. Xây thì phải có dân vào làm. Trò này nó ác ở chỗ đấy các bạn. Nó không dễ như các trò khác. Đây, cho một người dân vào làm ra đi. 56%. Sao gì đây? À, có nhà thờ, mọi người vui hơn. Khổ trò này nó khó ở chỗ là các bạn vào chỉ có đúng 5 hộ dân. Các điều động được đúng 5 hộ dân hết. Thế cái khu chợ mình cho khu rõ là to mà có hai quầy. Một quầy bán củi, một quầy bán thức ăn, bán thịt.
Lại đầy kho, kho nào mà suốt ngày bị đầy vậy? Có phải kho thịt đâu? Kho nào có thể đầy được? Có kho nào đầy nhỉ? Tại sao nó cứ báo cái này nhỉ? Excess goods need to be moved to a storage hall, otherwise washing may stop and sao lại thế nhỉ? Không có dân vô làm thì nhà đấy vứt không đó các bạn. Đây, đang làm da đây, nhưng mà làm da này cũng chưa thể thành quần áo được luôn mà đúng không? Cái này là lông để thành chỉ. Xong rồi lại lên đây là cái gì nhỉ? Quen ấy, tôi lại quên rồi. Xây nhà vận chuyển là nhà gì? Mỗi xưởng cho một kho nhỏ, sau dân chuyển từ kho nhỏ phải lanh à? Kho nhỏ phải kho tổng mà sao nghe khó đấy các bạn. Đây nồi còn xây cả hố xác nữa. Trồng ruộng. Đây là trang trại nuôi cừu đấy các bạn. Cối xay gió. À bây giờ mới xong á. Rồi rồi, đây đây. Đây rồi, có quầy đây này, nó xây được cho mình cái quầy quần áo rồi này các bạn. Đây cái bên làm da thì nó sẽ xây ra cái quầy quần áo ở chợ để bán cho mọi người. Thế là đủ chưa? Đủ điều kiện chứ tại sao nó vẫn chưa được nhỉ? Xây quán rượu xem nó có để xay nó để nhiều hơn không, mà khó đấy các bạn ạ. Đây chắc là thằng này nó chưa vào bán. Đây nó phải mang đồ ra bán nhá. Đây nó đứng vào bán thì mới tính. Chính xác. Rồi nâng cấp lên cấp 2 được rồi thì phải. Ủa thế đã nâng lên chưa vậy? Rồi nâng lên cấp 2 rồi. Đang xây rồi các bạn. Nhà này cũng lên được cấp 2 à gì đấy. Sao yêu cầu của nhà này là gì đấy? Tại sao cái nhà này nó không không đủ vải bán cho nhà này à? Chỉ đủ vải bán cho hai nhà kia à? Vãi chưởng thật. Hát có thế thôi, được rồi, đợi xây hai cái khu nhà dân này lên nhà dân xịn hơn đi thì làng của mình nó sẽ lên cấp, thì chắc là mới có thêm dân các bạn. Cần hai nhà dân cấp 2. Nhà này đang xây các bạn. Năm 8%, 59% ấy, vui rồi, dân vui lắm rồi các bạn. Tôi xây nhà lên xem nhà mới xem có đẹp hơn không. Chưa có gà, phải mua gà nữa. Chân thực vãi chưởng nhỉ. Xây xong chưa? Cứ bị đầy một cái kho gì đấy mà tôi đã không hiểu các bạn. Rất tất bật. Xây lại từ đầu à? À, gỡ ra. Đây rồi, có thêm một nhà dân mới chuyển đến rồi các bạn ơi. Đây, xây thành nhà đẹp hơn rồi đây, chứ không phải là cái nhà lụp sụp nữa. Từ 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 từ, cho tốc độ x4 lại đi. À, mình có thêm một nhà dân. Đấy, lên thành trấn cấp 2 rồi đấy các bạn. Tuy nhiên là có cả điểm phát triển để làm gì nhỉ? Nghĩa là bây giờ mình sẽ có thể từ từ tôi thử cho có một thằng ở trong kho này rồi, kho lương thực thì sao, cho một thằng kho lương đi xem nào.
Ở đâu rồi? Thì sai ở đâu rồi? Thêm nhà dân đi, nhà dân này quan trọng là đây 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 đủ rồi. Nâng nhà dân này. Không có đủ gỗ luôn à? Ủa chết 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 chết. Thôi bỏ cái thằng làm kho này đi. Qua làm gỗ. Thằng này xem nào. Mình đang có ba tắt cái thằng này đi vậy. Có tạm một thời có đủ củi đốt rồi. Game tối ấy. Sau này sáng tối theo ấy mà. Thật là game tối không các bạn? Tôi thấy ok rồi nhỉ. Nó sáng tối theo thời gian thực của game ấy. Ba mươi plank tôi bỏ thằng làm plank từ lâu rồi. Đây là làm gỗ ấy mà. À, lại còn thế này nữa à. Tức là khi các bạn chọn nhà dân thì các bạn còn có thể chọn xây sân sau cho nó nữa. Ví dụ sân sau của nó thể nuôi gà này, đẻ trứng này, trồng rau này. Quái chuồng thật. Nuôi dê này. Nhà dân cấp 2 lại còn thế à, nuôi gà thì sao? Nhà này nuôi gà đi. Xong rồi nhà này xem nào. Ủ rượu à? Mà lấy đâu ra? Dê không? Nhà dân gần dư đất, nó có đất ở phía sau à? À tại vì cái nhà dân này nó không dư đất. Cho nên các cái nhà dân còn phải dư đất ở sau nữa thôi các bạn. Trồng rau đấy. Đây nhà dân này chưa lên cấp 2. Căng nhờ. Game hardcore vãi nồi. Không mà hay. Chơi đến đoạn này bắt đầu bị quấn ấy. Kể vì nó nhiều cái nhiều chức năng quá. Thế rốt cục là mình đã có gà cho các bạn hay mình còn phải đi mua gà nữa. Và nếu mà mua thì mua ở đâu nhở? Nãy giờ tôi thấy nó có mấy cái đợt ghi là gọi là cái đợt gì ta? Nó gọi là đợt gọi là đợt, đợt thương nhân mua hàng gì đấy ấy. Bây giờ mình có thể xây dựng một đội quân nào. Đội quân cầm giáo. Đây, xây dựng quân đội đầu tiên đây. Các gọi là những người đàn ông trong làng sẽ được chia đều ra để vào quân đội. Thì đấy, then they will try to fight requirement. Sau đấy sẽ cầm đủ loại vũ khí lên. Xong rồi các bạn có thể triệu tập dân quân. Ok. Sao dân quân của mình nó bị. Ủa thế là đủ rồi à? Thế là được rồi à? Đội quân của mình có 12 người à? Sao lại vẫn bị thiếu á? Sao lại thiếu nhờ? Cho ăn à? Tôi biết rồi, tôi đã thử mà. Rồi ôi, lại nhìn thấy một trại cướp rồi, từ từ đã nhờ. Chạy cướp ở đâu đấy? Đây là điểm giao thương à? Chạy cướp ở đâu? Thế mới phải có dân quân đấy các bạn. Cần đủ người ở đâu? Tôi đang bị thiếu chỉ vào đây rồi, thấy thiếu cả
chiếu cả thương rồi cả ấy mà khiên mà. Hiểu lắm. Bây giờ phải xây cả rèn nữa, à rèn thì các bạn sẽ phải có sắt. Sắt thì phải ra tận đây. Điểm dân quân cơ bản thôi á, đâu xem nào. Dân cân cơ bản đấy. Mình có 20 cái. Làm gì có dân cân cơ bản à các bạn? Độ dân này cầm, đây là cầm kiếm mà làm sao hủy đi được nhỉ? À chuột phải để hủy. Là mình thì giờ vui phơi phới rồi. Sao lại có thằng nào không có nhà nhỉ? Can find storage hall for except weapon storage. Ủa tại sao lại còn phải có nhà chứa vũ khí nữa đâu chứ nào? Đâu ra nhở? Hay là cái kho này có bị đầy đâu nhở? Kho chứa vũ khí á? Con mẹ khó thế. Có đâu ta? Có đâu nhỉ? Industry. Thuê mạo hiểm giả bảo vệ làng à? Mẹ tôi có 12 tiền. Cái đất nước này nó nghèo. À đâu có 16 tiền này các bạn. Nghèo thì nghèo ma, nghèo quỷ luôn. Chưa hiểu lắm. Say trading post. Đâu? Cái này cần gỗ. Gỗ mình không đủ gỗ. Nó xem nào. Có một thằng làm gỗ. Nhưng mà gỗ đang dùng vào việc gì? Ủa, thằng Firewood mình cắt đi rồi thì tại sao lại vẫn còn tận 38 nhỉ? Gỗ đâu hết rồi? Tôi đang bị thiếu nhà dân. Khổ lắm. Sẽ thay thêm một cái nhà dân. Nhà dân này được nâng cấp lên rồi à? Nhà dân này cần cấp 2 lên trên cấp cao nữa, còn bị thốn nữa cơ. Bây giờ bao game mà, tôi biết rồi. Tại tôi đang bao lại để xem tôi bị thiếu cái gì các bạn. Nói chung là mình đang bị không có chỗ để chứa vũ khí thì làm gì được nhỉ? Nó không có cái nhà để chứa vũ khí mà. Ô, lại có một hộ gia đình mới vào à? Chuyển đến à? Đấy, xây nhà cho người ta luôn. Có tiếng gà. Ừ thì chúng nó tự kiếm gà ở đâu ấy các bạn. Nhà này nuôi gà, trồng cà rốt này. Hộ này để làm gì đây? À, may vá đi. Hộ này làm gì? Hộ này không có. À là hộ này vẫn là cấp 1. Không có đủ gỗ để lên cấp 2. Gắt gỏng thật. Là ngồi thế vẫn có người xin vào à? Từ từ rồi làm mới giàu được chứ. Thiếu cả gỗ nữa chứ.
Còn thêm dân làm gỗ đi à? Tôi biết rồi. Nhưng mà đang tính là để người ta xây ấy mà. Thấy không? Ủa? Mình có... À đâu, ở đây như mình... À chắc có một thằng đi kéo xe. Tôi có hai dân mới đang xây nhà nhưng mà có một thằng đi kéo xe rồi, nó mất đi một. Gà nó săn bắt à? Giờ dân số này có 21 dân à. Tua nhanh lên đi, cho xây xong mấy cái nhà này đi. Chặt hết gỗ gần rồi á, phải xây gần rừng á. Đâu đầy gỗ đấy các bạn, sao lại phải xây gần rừng? Rừng mẹ, nhìn rừng chỗ này thì nó à, các cái xưởng sản xuất, các nhà sản xuất thì các bạn có thể chọn xem là làm cái đồ gì nhá. Đây này, ví dụ là may áo này, may áo hay là áo choàng hay là mũ này. Nhưng mà mấy cái này sẽ cần cần kiểu như là thuốc nhuộm với cả vải lanh cơ. Cái đấy thì mình chưa có. Đủ chưa? Hộ gia đình đủ chưa? Mình đang thiếu gỗ à? Bắt đầu thiếu lương thực. Lại có một hộ nữa đến ở. Sao mà đoạn này đến ở nhiều thế? Từ từ thôi. Đấy. Mà đoạn này giờ lại nhiều người đến ở quá. Xây thêm một căn nhà nữa này. Giờ tạm thời nhanh nhất là thêm một người đi săn nữa. Mà tốt nhất là không nên làm kiểu một người đi săn nữa mà nên nên xây đường vào trong này đi hái dâu, tôi nghĩ thế. Mình có nên hái dâu không hay là mình nên trồng làm ruộng nhỉ? Câu hỏi đặt ra là mình có nên hái dâu không hay là mình nên xây luôn ruộng lúa đi? Xây quân thì à, vãi nồi, tôi vẫn thấy tôi làm tôi chưa đủ ăn các bạn ạ. Làm ruộng chưa chắc đã nhanh các bạn ạ. Chưa chuyển thức ăn vào kho đâu, thức ăn là giờ chúng nó toàn mang ra chợ bán các bạn. Genetic storage của thức ăn không bị đầy mà mình chưa chuyển, mình chưa có kho vũ khí các bạn, nhưng mà chưa biết mở kho vũ khí ở đâu. Chứ mà chắc là ruộng lâu mới ăn được nên tôi nghĩ là chắc là chúng ta sẽ cần đường vào bãi dâu. Đường là không thể bắc qua đây được. Thiếu cái gì nữa đấy? Lại thiếu người làm nữa chứ. Con mẹ gì nữa đây? Gỗ bỏ đi một vậy. Tôi nghĩ kiểu gì về sau cũng cần một tuyến đường vào đây thôi. Mình xây một tuyến đường từ đây à? Bắc vào chỗ này à? Vào đây à? Giác như nó bị xa quá nhỉ? Đường từ đây rẽ vào đây đi. Mà sao đường ở trong nó xấu ấy? Adjust curve. À đâu nó là control. Độ cong của đường. Ủa sao nó chả cong mẹ gì vậy? Thôi cứ xây đường thẳng nhá. Đấy, xây một tuyến đường vào chỗ dâu đi vậy. Khó, game khó vãi rồi.
Làm ruộng, tôi nghĩ là làm ruộng sợ nó lâu chín ấy các bạn. Hái lượm thì nó sẽ nhanh hơn. Hái lượm với săn bắt nó sẽ nhanh hơn các bạn. Lại bị cướp. Ui, lần này nó cướp hết da của mình. Còn ngoại cái tê nhỏ. À, mình có điểm khoa học kỹ thuật này. Để có thứ làm mọi thứ nó ổn hơn, để phát triển hơn. Điểm khoa học kỹ thuật đoạn đầu chắc phải nâng vào mấy cái và chính sách nữa. Khó đấy. Dân quân của anh đâu ạ? Đã có dân quân đâu? Đá. Cho thợ săn đặt bẫy trong rừng. Từ đấy các bạn có thể kiếm được nhiều thức ăn, có một nguồn thức ăn tự động à? Khó, chọn này khó này. Ruộng. Đây là bên này là thức ăn, bên này là kiểu vận là logistic, mấy cái gỗ các thứ này, đây là quân đội này, giáp này. Cái gì đây? Ô sen là cái gì mẹ thề nhiều từ. Nghe khó hiểu vãi nồi. À. Cái này là cho bò nó cày ruộng, con bò nó cày ruộng nhanh hơn ạ. Cái này là gì đây? Điểm nào quan trọng nhất nhỉ? Nhánh trên cùng à? Nhánh này. Quan trọng là mình muốn đất nước, mình đất nước gì? Tôi nghĩ là chắc là thương nghiệp là quan trọng nhất rồi. Cái này nó sẽ cho bạn một cái lượng củi với cả bánh mì tự tăng lên, miễn là mình có đủ tiền. À, vãi trường ạ. Chưa đủ ăn thì thương nghiệp gì, mới đầu đến chọn trồng trọt à? Trồng trọt thì chỉ có chọn cái đây là cái này là săn bắt. Trồng trọt thì chọn cái này thôi, xong chọn lúa. Đây là táo à? Vãi nồi, nhưng mà trồng trọt ác lắm nhá. Để các bạn cho phép bạn trồng táo. Nhưng mà táo nó sẽ chỉ thu hoạch được mỗi tháng 9 của mỗi năm. Cho đến khi cái cây thực sự trưởng thành thì mất tầm 3 năm. Các bạn sẽ không thu được cái gì từ cái ruộng đất đấy cả. Để cút ở các bạn. Nhánh này trồng trọt này lâu lắm. Không được. Thôi săn bắt đi các bạn ơi, săn bắt là lên nhanh nhất rồi đấy. Học săn bắt đi vậy. Cho thợ săn đặt bẫy ở trong rừng là có thịt. Có thịt tự cự có, không phải đi săn. Như thế là nhanh nhất rồi, tôi nghĩ thế là nhanh nhất rồi. Xong sau bán, đem thịt đi bán, xong rồi đi qua thương nghiệp. Chứ bây giờ thề làm nông thì xe sau này sẽ rất giàu. Nhưng mà đoạn đầu khổ lắm, đoạn đầu không có dân để mà làm nông ấy. Từ từ nhạc đau đầu quá. Nhỏ nhạc xuống thợ tớ tí, tớ đang tập trung. Con mẹ khổ thế.
Vẫn còn một điểm nữa hả? Đây này. Gấp đôi lượng thịt. Gấp đôi lượng thịt thu thập từ thợ săn. Đấy. Hay là nâng điểm này là thợ săn lấy cả da nữa. Da từ bẫy. Tôi nghĩ là nên lấy cả da thì ngon hơn là gấp đôi cái lượng thịt nhỉ. Tại vì thật ra thì thức ăn sau này mình sẽ lấy nhiều cái khác nhau ấy, chắc là lấy da đây. Rồi. Ở bẫy cũng lấy được cả da của thú nữa. Khó nhờ. Mà nó ăn cắp trứng của mình này, bọn trộm nó ăn cắp trứng và ăn cắp da của tôi, cay thế. Con đường đã được hình thành chưa vậy? Thằng nào xây cái đường đến chỗ ấy chưa? Mày thề tôi phải chuẩn bị xây dựng một đội dân quân đúng không các bạn? Cay quá nồi rồi. Tại sao bị thiếu cái gì nhỉ? Thiếu người, phải 36 người mới được một đội quân. Thiếu cả vũ khí nữa hay là thuê luôn nhỉ? Thuê, lính đánh thuê. À, anh em chiến binh rồi là lính đánh thuê tốn tiền là 30, 50, 90 tiền. Đắt thế. Không, nhưng mà trò này nó hay ở chỗ là nếu các bạn phát triển, ví dụ tập trung hết vào nông nghiệp hay thương nghiệp ấy, các bạn không xây dựng quân thì các bạn đi thuê. Sắp hết thú rồi à? Ờ, thú hết một nửa thú rồi, chết nhờ. Thế nên là bây giờ cần thôi kệ thôi, có hết thì cũng phải chịu thôi các bạn. Sau này đi qua khu khác vậy, tôi nghĩ thế. À, dâu dại này lại còn chỉ thu hoạch được theo mùa nhá. Rốt cục cái con đường mà xây vào đây đã xây xong chưa, con đường ở đây chưa đấy? Hay vẫn đang đi xây đấy? Tôi cũng không biết được. Thôi được rồi, chúng ta cứ xây một cái thu hoạch dâu đi. Thu hoạch dâu. Mà con đường này vẫn chưa xây được đúng không? Mình đánh dấu một con đường ở đây mà tại sao trông nó khó thế nhỉ? Con đường này đã xong chưa vậy các bạn? Hình như là đã xây xong rồi à. Khu này nhìn thiếu tài nguyên rồi, vẫn là nông nghiệp thôi à. Kệ thôi các bạn, sau này tính sau. Thức ăn đang bị thiếu đây các bạn, nên tôi phải để cho hai người xây, hai thằng đi săn đây. Sắp mùa đông rồi, thôi xong rồi. Oh no. Từ tháng 10 rồi. Vương quốc đã chuẩn bị đi đến diệt chủng mẹ rồi. Đây. Xây cái hải dâu ở đây đi vậy. Các bạn xây vào trong rừng là nó sẽ kín như này luôn này. Đái ơi. Thức ăn chỉ còn đủ 2 tháng. À đâu? Không phải mình thiếu thức ăn mà mình thiếu củi. Có một hộ gia đình mới vào ở. Các anh vào làm củi hộ em cái. Xây thêm một khu nhà. Ok. Hóa ra ở đây mình không phải là mình thiếu thức ăn mà mình thiếu củi các bạn. Thức ăn 7 tháng cơ mà. Thế giảm một thằng này xuống. Cho một thằng này làm củi đi. Không thì đời đi đấy. Không có củi đốt vào mùa đông thì chết chắc. Tôi có đủ củi rồi. Tôi chỉ đang là không có ấy thôi.
Lại thêm một hộ nữa. Thêm một hộ nữa. Tầm này mình đã có 26 người rồi. Tối vãi à? Đoạn này trời nó mưa nên nó bị tối các bạn. Có nhờ. Không biết có qua được mùa đông hay không. Chắc là bây giờ bắt đầu phải nên xây dựng một cái gì đấy để bán đi xem nào. Thương nghiệp đi. Trade. Đây là khu buôn bán đi. Để còn có tăng tiền lên đi thuê dân quân đi đấm bọn nó vậy. Đây. Trade ở đây đi. Thiếu củi đốt à? Tháng 10 rồi, cái khu dâu rừng ở trong này đâu nhỉ? Đã xây xong chưa? Vẫn chưa xây xong à? Mưa bão quá. Qua được mùa đông này chắc tôi vẫn nghĩ là qua được rồi các bạn. Có 27 người trong làng chẳng lẽ không làm được cái gì à? Như này có chiến tranh không à? Có chứ các bạn. Chơi lúc nó trả về nó đánh sập nhà mình ngay. Đủ củi đốt chưa? Củi đốt cũng chỉ dùng đủ dùng cho một tháng. Chắc là đông người quá. Ừ. Theo tôi hiểu là đông người quá nên là cái lượng củi đốt nó dùng nhiều. Củi đốt dùng được cho 2 tháng rồi đây. Đâu rồi cái nhà trồng dâu đâu rồi. Vẫn chưa xây xong. Xa quá, chắc là xa quá. Nhân tốc độ 4 lần rồi đấy mà vẫn chưa xây xong các bạn. Không, mọi thứ bắt đầu ổn rồi. Xong nhà dân. Ok. Khu trading, khu giao dịch này cũng sắp xong rồi. Giống Thriving City Song trong này nói chung nó là trò xây dựng. Nhưng mà cái đặc điểm hơn của nó so với những trò khác là nó cực kỳ thực tế các bạn. Thế tôi vẫn chưa hiểu làm sao để chuyển cái đống đồ mẹ, vũ khí vào kho luôn ạ. Trading post vẫn có người cần có người làm à? Tức là mình có thể đặt một cái gì đấy à, nhưng mà phải mất tiền. Mình trade đi thì sao? Mình bán đi thì sao? Nhà làm mình có cái gì để bán? Là mình đang có gì lương thực à các bạn? Bán thịt à? The trade rule is set to no trade. Tại sao lại không được trade à? What the fuck? Thêm một nhà dân nữa. Con mẹ không cho trade thì chơi cái con quần què gì. Ủa? Làm chưa đủ ăn à? Ăn đủ rồi đấy. Rồi đủ nguyên liệu cho 3 tháng thì cắt bớt một thằng nguyên liệu đi này. Xong cái trại dâu ở trên này đã xong chưa đây? Lại thêm một nhà dân nữa. Trời. Sao đông dân thế? Nãy giờ là chơi còn không kịp nghỉ luôn ấy, để xây nhà dân cấp 2 đâu ấy. Không, này thành 3 nhà dân à.
Lot too small. Bé quá. Chuyển đồ để nó mới cho trade ở đâu. Đây nhá các bạn. Tôi chưa hiểu lắm này. Nó không cho trade này. Nó bảo là cái set rule no trade thì mình xây cái trading post này làm gì nhỉ? Xây nhà thế kia thiếu đất à? Bây giờ có cả lại thêm một cái quầy bán củi nữa. Giờ mình đang có 3 dân trống đây, tự nhiên vào nhiều dân chuyển quá. Cái này vẫn chưa làm xong. Thì khó nhờ. 3 dân trống giờ làm gì các bạn? Cần một nhà cấp 5 nữa. À, cần nhà cấp 2 nữa. À, lên nhà cấp 2 cho nào. Là mình lên được một cấp nữa. Ở thuyết rồi là không sao, đủ củi đốt rồi. Đang có đủ củi đốt rồi, không sợ đâu mà. Bình tĩnh. Nhà trò này chắc vẫn nên xây thừa ấy. Sao là có gì mình chưa xây nhở? Trồng cây. Game huấn luyện tinh binh xâm lược làng khác à? Nó không phải là huấn luyện tinh binh xâm lược làng khác, nó là xâm lược đế quốc khác các bạn ạ. Mình có cần đá để làm gì không các bạn? Bắt đầu cần đá chưa ta? Đúng nhà anh đã xây đâu là sao? Thì tôi còn nhiều thứ mà, tôi còn chưa xây mà, nhưng mà tôi đang phải suy nghĩ xem là cần xây cái gì, trời ạ. Cái gì cần thiết thì mình phải xây trước các bạn ơi. Ví dụ như xây biệt phủ cho tôi này. Xây biệt phủ cho mình được cái gì đấy? À, tăng quyền quản lý à? Cần đá. Quan trọng ấy, tôi nghĩ là cái biệt phủ là một thứ rất là quan trọng. Chắc là phải đi xây mỏ đá thôi các bạn. Mỏ đá ở tận đâu ấy? Đá xa thế. Thì các bạn sẽ xây một con đường nối từ đường chính vào trong mỏ đá. Đấy, xong rồi xây một cái mỏ đá ở đây. Ok. Nhà anh ấy chả bảo quan trọng à? Ai, mùa đông tuyết chơi trắng cả làng rồi. Phát triển dân số à? Dân số dân vui rồi, dân tôi đang khá là vui vẻ rồi, chỉ thiếu nhà ở thôi. Nhà thì cũng phải đợi xây thôi, nó không thể nào làm gì được mà. Tháng 12 rồi đấy, cũng sắp qua mùa đông rồi, cố lên mọi người. Ui, tuyết phủ trắng cả làng này. Mua bò xây nhà vận chuyển á. Thì cũng khó đấy các bạn ạ. Mua kiểu gì chứ bây giờ nó có cho giao thương đâu. Hình như các bạn có thể xem nào, vận chuyển nào. Cái nào là cái nào tôi nhớ là hình như là có đấy. Đây cái này này. Xây cái này là được. Còn mẹ nó lại đến trộm gỗ của mình, cay thế nhở, bao giờ mới giải quyết được cái bọn trộm này nhở.
Cay thật. Mà không làm gì được chứ. Chấp nhận thôi, chấp nhận thôi. Khu mình vẫn còn nghèo quá, chưa có tiền để đi thuê dân quân các bạn ạ. Bao giờ mới thằng chúng mày mới xây xong cái này đấy, cái lều. Cái lều này bao giờ mới xây xong, cái khu này xấu quá. Nhưng này không có nhà à? Có các bạn. Làm theo nhiệm vụ à? Nó không có nhiệm vụ các bạn, game là freestyle. Nhiệm vụ cuối cùng của các bạn là đi xâm lược. À không phải xâm lược mà gọi là đi chinh phạt hai đế quốc khác. Nhưng mà bây giờ làng tôi có 30 dân. Tôi cũng chưa hiểu là làng tôi có ổn không. Chứ ở đấy mà đi gọi là đánh chiếm làng khác. 71% rồi là làng mình vui quá trời vui rồi. Xong thêm một nhà đó là mình dư một nhà. Hay là vừa đủ nhờ. Đang sơn nâng nhà này lên cấp 2 là mình sẽ thành làng lớn đấy các bạn. Làng lớn là có thêm một điểm này. Đoạn này bắt đầu nên chuyển qua thương nghiệp chưa các bạn? Chưa, chưa thương nghiệp, chưa được. Chắc đoạn này phải chuyển qua nông nghiệp. Cái này là nuôi ong à? Nuôi ong. Nuôi ong lấy được cả mật. À mấy cái này nó chưa mở. Nông nghiệp trước cả, tôi nghĩ là chắc cũng phải nông nghiệp ấy. Nông nghiệp là gì? Mẹ trồng táo à? Không biết bao giờ trồng, bây giờ trồng bao giờ mới ngày đến ngày thu hoạch. Trồng lúa, học điểm trồng táo thì mới được trồng lúa ở trên này. À đâu, thật ra đây nó không phải lúa, đây là rie, nó là cái gì? Lúa mạch đen, vãi cả nồi. Gấp đôi sản lượng thịt hoặc berry à? Ừ, hay là gấp đôi sản lượng thịt rồi xong rồi bán thịt được không các bạn? Thử đi, thử đi. Gấp đôi sản lượng thịt. Làng cấp 3 rồi, làng cấp 3, 3, 3 khu nhà cấp 3. Cố lên, các anh ơi, cái trai xây em xong cái này được chưa? Xây đi. Thề luôn, đây rồi, xây xong rồi. Cho một người vào. À, chết. Vừa xây xong cái đen thế nhở. Xây xong cái này đến mùa đông. Đến mùa đông khu này không hái được một cái gì nữa. À, đen thì mẹ không nói gì được nữa luôn đấy. Thề. Khó. Cái này làm sao lên cấp 3? Phần phải có rượu à? À, đây xong mỏ đá rồi đây. Cho người vào làm mỏ đá là chúng ta sẽ còn 3 dân. Bây giờ muốn nhà cấp 3 thì mình phải làm được quần áo xịn hơn. Nhà thờ của mình phải lên cấp tiếp theo và có quán rượu. Nhà thờ mà muốn lên cấp thì phải có đá và có cả cái vàng vàng là cái gì đấy. Xem nào. Cái vàng vàng đấy là cái gì? Phải có cả đất. Không đăng ký hay xem video bạn vì hay ở cảm ơn Zotama các bạn nhiều. Khó nhờ, nghe là bây giờ cần phải có đất, đất sét nữa. Đất sét thì nó lại ở rất là xa. Cáu thật. Lại cần một tuyến đường đây thôi, đây xây từ đây ngã ba giao lộ đi vào mỏ đất sét này nữa, xong xây một cái để khai thác đất sét mining pit. Ok, có việc cho dân nó làm đó các bạn. Nói chung thức ăn thì mình ổn rồi.
Tại sao vẫn có thẳng bị homeless nhỉ? Không hiểu lắm. Tưởng đủ hết nhà rồi nhỉ? Mình sẽ cần mấy nhà cấp 2 nữa, hai nhà cấp 2 nữa. Hai nhà cấp 2 thì đây là nhà cấp 1 nâng lên thôi. Nhà cấp 1 nâng lên nữa này. Xong các nhà cấp 2 này mình sẽ chọn cho nó xem là nó mở rộng và làm cái gì. Cho thằng này hai gỗ để ở thêm chỗ ở. Ok. Đã xây xong mỏ. Sao nhanh thế? Cho một người vào đào mỏ đi. Còn hai người đang xây dựng nhà cửa. Mấy cái khu này không làm được gì à? Gì đấy? Sợ bị bệnh à? Nhưng mà từ từ hái thảo dược thì phải từ từ. Nâng nhà có người chuyển vô không thì vô ra cửa ảo thật. Đâu? Phải xây thêm đấy các bạn. Nó không ở ghép đâu. Nó là ở theo hộ gia đình. Tức là đứa nào mà nó ở ấy là nó chỉ ở với cái hộ nhà nó thôi. Cho nên là các bạn, cho nên nó khá là khó. Chứ chúng nó không ở ghép cơ. Chúng nó không ở ghép đâu. Nó cứ đòi là phải ở với gia đình nhà nó. Cay vãi nổi. Game khá là mượt. Khi nào xếp thì nó mất một ít. Đấy thôi. Xây dư một nhà. Đang xây dư đây các bạn. Cho chúng nó đỡ ấy. Rồi, tăng tốc lên thì tháng 2 rồi. Tháng 2 vẫn chưa hết mùa đông à. Tài nguyên về đá thì sao? Bắt đầu có 64 đá rồi. Sao nhiều thế? Anh này chặt đá kinh. Lại bị cướp. Đợi đấy. Đợi lúc mà thương nghiệp của làng tôi phát triển đi các bạn. Tôi sẽ cho người đi đấm chết bọn cướp. Cay thật. Quy hoạch kiểu này là quang à? Toang đâu mà toang. Trai buồn cười thật. Nhà thờ nâng cấp được chưa? Lại thấy một trại cướp nữa. Trại cướp ở đâu đấy? À, có nghĩa là thấy các cái trại cướp ở đây, mình phải ra mình đánh cái vùng đấy. Hóa ra là thế. Rồi rồi, mày đợi đấy. Sau này đi, sau này tao có quân đội đã. Sợ tao phế quá. Từ từ nhá, để suy nghĩ xem giờ làm gì nữa các bạn. Đất sét là cho thêm một người thu thạch đất sét đi. Thế rốt cục là bọn này nó có phải mining pit à? Đúng rồi. Là mình vẫn còn 3 người. 3 hộ gia đình. Còn 3 hộ thì bắt đầu chế vải với các thứ này. Thì mới đáp ứng được điều kiện là quần áo cấp cao hơn. À, muốn có vải lanh thì phải chăn cừu. Ok, chăn cừu trước. Đây. Nuôi cừu đi. Sao không xoay được vậy? Chăn cừu đã này. Có thuê lịch đánh thuê chưa? Tôi có 10 tiền đấy các bạn. Làm sao mà thuê? Dân tôi đóng thuế kiểu gì ấy các bạn? Chưa được, chưa được, trời nó khó lắm, đang chưa hiểu. Thức ăn dự trữ được 7 tháng. Nguyên liệu cho 4 tháng tới là thoải mái rồi. Chúng là mình không làm, mình không thiếu cái ăn. Chỉ là bây giờ về mặt quân đội nó hơi khó. Muốn xây dựng một đội quân thì sẽ phải cần vũ khí.
vũ khí và một bây giờ mọi thứ nó vẫn chưa ổn để mở rộng được hay là thôi. Tin gì đây? À lại còn có cả mấy thằng cướp nó đang ở quanh khu mình, có nên theo theo dõi chúng nó không à? Theo dõi chúng nó là chuẩn bị một năm nữa là nó sẽ đánh mình à? Quá nồi, thời hạn một năm à? Lại còn thấy cả một đội quân khác của lãnh chúa khác. Rồi cái gì thế? À ô không sao không sao không sao, nó vẫn xa lắm các bạn ạ. Xa lắm, nó còn xa lắm. Tôi tưởng nó đã cho lính qua đánh tôi rồi thì ôi, bây giờ mà qua nó qua đánh thì thôi chết luôn các bạn. Đánh cái gì, mình mới chưa được một năm mà đã qua đánh mình thì thôi, cho tôi chết đi cho nó nhanh. Má mày khó. Thế một người đào quặng đi, trời ơi. Đào mãi vẫn không đủ 10 clay à sao nhở? Từ từ cái mình có xây sai không ta? Đúng rồi bà nhỏ. Clay đây. Hay là từ clay xong lại phải nung nó ra. Lại có một... lại có dân vào ở. À phải có lò nung ạ. Đây thế lò nung là phải nung ở bên này. Đành, bên cạnh mỏ quặng luôn. Chứ không phải là khai thác không đủ mà không có lò nung để nó thành thành quặng. Ủa nhưng mà xem cái đấy ở đâu nhờ? Tại sao clay của mình vẫn là không trong khi da của mình là 45 nhờ? Thế suốt cuộc là bọn này đang đào cái gì? Ba thằng này đang đào cái gì? Chưa hiểu lắm. Có ai biết không? Chúng nó đang đào cái gì ở các bạn? Xây trên mỏ quặng á. Phải xây thẳng vào mỏ quặng, tức là ý các bạn là... có được đâu. Xây trên chỗ nó sáng à? Đâu xây như này á? Chứ mỏ này thì chẳng lẽ mỏ này là thiết mỏ này là đang đào đào cái gì các bạn? Chưa hiểu lắm. Mỏ lúc nãy là lấy đá thường á? Thế thì nó không cần phải vào mỏ đá, thế thì cái mỏ đá này có giá trị gì? Chưa hiểu lắm, nếu mà mỏ lúc nãy là lấy đá thường thì cái khu đá này có tác dụng gì? Stone deposit. Cái này là cắt đá. Đâu đó đúng rồi mà. Đào hầm hết đấy, chưa hiểu lắm. Thành ra bây giờ mình có 6 người dân đang free, không không có việc để làm luôn. Khu mỏ này giờ chắc cũng chẳng gỡ được thôi, kể để một thằng vào làm đi cho đỡ trống. Trại cừu vẫn chưa xây xong nữa. Đây cho một người vào làm trong chân cừu này. Xong lúc đấy chúng ta sẽ xây xưởng để chế vải lanh dần. Dân vui quá trời vui đây.
Nó ghi Nothing Inside kìa. Đâu ở đâu ấy? Những cái mỏ này á, đây là không có gì chứa ở bên trong, tức là chưa hiểu lắm. Thế tôi không hiểu đò đào cái mẹ gì, như cái mỏ này phế rồi. Thôi rồi không sao cả, bình tĩnh. Mọi thứ nó vẫn đang khá là ổn, dần dần sẽ ổn nó không sao. Cái hộ gia đình mà đi chế áo đâu ấy nhỉ? Dâu thì sao? Có dâu chưa? Đâu nhỉ? Đây. Cho vào hái dâu. Thì phải xây dựng hàng rào là như nào? Ai nồi à, còn phải xây dựng rào cho cừu nữa. Xây kiểu gì đấy các bạn? Xây kiểu gì đấy? À đây. Xây chỗ cho cừu nó ở nữa. Trời ơi. Đây, từng này đất đủ chưa các anh cừu? Vai chuồng à, phức tạp nhờ. Chăn thả tự do à, không được. Thả nó chạy mất. Cho nên các bạn phải xây cho tử tế. Sáng tư rồi đây. Lại có một hộ gia đình mới chuyển đến ạ. Xây hàng ba cái nhà luôn đi. Ồ. Dân mình có thiếu đâu. Đoạn này là đoạn dân bắt đầu không thiếu nữa rồi. Cái này bao giờ mới xây xong ấy. Speed lên thôi. Speed lên đợi rồi. Lại bị trộm cay thế nhở. Cay thật. Lại thấy đội quân của lãnh chúa khác à. Đâu xem nào, nó đi đến đâu rồi. Cái gì? Chắc là các anh ấy chỉ đi qua thôi nhở. Đang đi trên đất nhà mình luôn đấy các bạn ạ. Chắc nó chỉ đi qua thôi đúng không? Chắc thế. Nó còn đi qua biên giới nhà mình luôn mà. Thế bây giờ vào rồi đánh chiếm thì tội làm được gì đâu. Được chưa? Đang chạy cừu. Ủa sao không được nhở? Sao chạy cừu này vẫn không được vậy các bạn? Ủa? Patrol Space 0 trên 15 là như nào? Ủa? Tại sao lại thế nhở? Nó phải rào cái trại lại là như thế nào? Đi rào rồi đi. Chưa mua cừu mua ở đâu? Từ từ đó. Bao vòng ở đâu?
Đúng rồi mà nhờ. Nãy tôi bấm như thế này mà. Đúng rồi, đâu có xoay đè lên được nữa. Rào xoay hướng á, nghĩa là phải như thế này á. Rào cả cái trại vô á. Không được đâu, không được. Không thể rào cái trại vô được. Đây này, nếu bạn rào cả cái trại thì nó cũng không đồng ý mà. Ồ, rồi hỏi chồng một cách xây không? Chưa hiểu lắm. Trao đổi cừu với làng khác á. Đầu. Tôi có trading post đây nhưng mà chưa hiểu để làm gì. Trade. Trời ơi, nó không cho trade các bạn ơi. Tại vì như mình tắt trade rồi. Không được. Người đẩy ra kill à, tôi không hiểu ấy. Thế mới là không hiểu mà. Gia súc kìa là cái nào? Cái này là các bạn cho bò vào để nó đi vận chuyển thôi. Chết, các bạn muốn chết thì các bạn phải mất tiền mà. Anh dùng hết tiền, tôi có tiêu tiền vào cái gì đâu. Sắp đủ tiền này, trả dân tôi đóng thuế ít quá. Chưa hiểu lắm. Ồ, oh, để xem nào, xem mấy cái nhà cấp 2 của mình có nâng được cái gì không? Không, chỉ có một số nhà cấp 2 làm được việc như kiểu trồng trọt. Nó do là thiếu diện tích hay gì nhỉ? Nhà cấp 2 này thì không được cái gì cả. Đánh thuế à, cho là nó có cho đổi thuế đâu anh ơi. Bây giờ cho người vào tiệm dệt thì cũng vậy à. Cái mỏ này xây xong chưa? Mình có cho người vào tiệm dệt thì nó cũng vậy nhỉ, không có kill thì dệt cái gì. À, livestock trader, đúng rồi, phải bị nhập khẩu trước các bạn ơi. Con mẹ. Trade, livestock trading post, đây phải xây cái này này. Mà trading post khác. Khó vai. Đây, xây cái này trước. Đây, cái này mới nhập khẩu được này. Không ra được rồi, được rồi. Bắt đầu biết chơi rồi, bình tĩnh. Trồng lúa. Chưa thiếu lương thực các bạn. Đang tập trung vào xây dựng các bạn. Nhưng mà khó. Quán rượu. Xây cả quán rượu đây luôn đi. Mặc dù tôi chưa biết là quán rượu thì lấy rượu ở đâu. Nhưng mà thôi được rồi. Cứ xây là tính. Linh tới chưa? Không biết quân đội của đối phương chắc là đi qua thôi. Tôi nghĩ là đi qua thôi. À, nó sang đánh bọn cướp đây này. Nó ủi, tức là nó chiếm vùng đất này à? Này, đội quân khác đây này, hai đội quân này này, nó đi qua đánh bọn cướp này. Thế là tí nữa chúng nó sẽ chiếm vùng này. Vùng này khá là ngon mà. Tài nguyên nó tập trung hết vào một chỗ. Ngon vậy trưởng, tôi cũng muốn chiếm vùng đấy đấy nhưng mà tôi không phát triển quân đội nên là tôi đái. Ai mà không sao ạ, thắng bằng tiền vậy. Sau này mình đi thuê quân vậy. Lại có nhà gia đình chuyển vào. Nãy mình xây một lúc 3 nhà cơ mà. Vẫn thoải mái, nhà thoải mái. À, chạy cướp được 100 tiền cơ.
Giết được trại cướp ngon mà. Từ từ các bạn ơi, chúng ta đợi cho xây xong ấy, tháng 5 rồi. Thiếu củi đốt à. Thế là chắc phải thêm một người vào làm củi đốt. Ok. Lâu ấy, xây dựng máy này lâu rồi, mất cả tháng. Tập này làm mình nhiều người, bắt đầu nhiều người rồi. Đây, xong xây xong cái trading post rồi đây. Trade. Đây, một con cừu. Giá 20 tiền. Ná nỉ. Làm sao mà trade được nhờ? Import. Thế là mất 30 tiền. Trời ơi. Một con cừu sao mà đắt thế? Nhà đang xây có nút ưu tiên xây dựng à? Không quan trọng lắm. Xây đều là được rồi. Road access obstruct là nhờ nào? Chưa hiểu lắm. Đây quán rượu có đây. Cho một người vào làm nhưng mà thế đã được chưa? Vẫn chưa có đất sét cơ. Cái bên này xong chưa? Cái mỏ này phải xây đây cho người vào đào này, cái nhà này cho người vào nung này, cần nguyên liệu á, require refilling là như nào nào, need to be refill one per month, nghĩa là cần phải cho nguyên liệu vào nữa, thế này được chưa? Cần củi đốt rồi. Làm mình bắt đầu giàu rồi, 49 tiền rồi đây. Quá nồi nhiều người vào ở thế. Cần lên nhà cấp 3 là cần phải có tavern. Nhưng mà tại sao tavern này vẫn chưa hoạt động nào? Cái này cần rượu bia. Rượu bia hình như cái này vẫn chưa hoạt động rồi. Mình có phải chế rượu bia đó các bạn ạ. Làm sao để chế ra rượu bia? Phải trồng à? Trồng lúa à? Chưa mua cừu à? Mua rồi đấy các bạn. Bao lại tí nhá. Trồng lúa mới có rượu à, thế bao giờ mới trồng được lúa ở à, anh trai. Khó vai đái. Rượu bia là làm từ cái gì các bạn? Nhanh nhất là nhập khẩu. Ủa ôi. Ai nồi lại còn đòi nhập khẩu à? Khó đấy, tụi tôi nghĩ là giờ hơi khó rồi đấy. Giờ chỉ có cách là thôi ra xây mỏ ở đây đi vậy.
Chuẩn bị thôi đi khai thác sắt đi vậy. Tôi định thuê nhưng mà tôi thấy nó cũng khó lắm các bạn ạ. Thấy định thuê xong rồi mình định thuê xong rồi mình định giàu xong mình đi thuê lính mình đi đấm chúng nó nhưng có vẻ khó lắm. Tăng thuế là không tăng được thuế các bạn. Bây giờ muốn nhập khẩu trade nhập nhập phải nhập ở bên này cơ. Cropped. Thế mình nhập mất 18 mình bán được có 4 ạ, cay thế à. Cần đường. À còn phải xây đường đến chỗ nhập khẩu. Là cái chỗ này à. Gắt thế. Mà tưởng là mình có một cái con đường tới đây rồi nhở. Không có nhà vận chuyển. Nhà vận chuyển là nhà nào bạn? Logistics. Nhà vận chuyển là cái này hả? Đâu phải đâu, làm gì có nhà vận chuyển đâu. Tương làng rồi. À, từ từ nhá. 6 dân. Xây được nhà thờ cấp 2 rồi này. Cần nhà thờ, rượu bia là mình sẽ nâng lên được nhà cấp 3. Quần áo là mình bắt đầu nhưng mà thiếu quần áo nữa cơ. Khó ác. Nếu không thì tôi nghĩ là bắt đầu phải thử trồng thôi các bạn. Xem nào. Các cái ruộng là phải rất là rộng. Và lâu mới thu hoạch được. À, xong rồi ruộng còn phải bón phân nữa ạ. Nghe hát co vãi cả trường. Đâu thử cho một cái khu ruộng ở bên này đi xem nào. À nó bảo là nên là 3 mẫu đất. Bây giờ ruộng này bé quá mới có một mẫu thôi. Khiếp 3 mẫu nó phải to như nào. À một à đấy kia 0,3 một mẫu đất nó phải đây đây phải tầm này một mẫu đất ruộng sao không xây được nhỉ không đủ à tự cung mới mạnh được không hẳn mấy trò này nó phải là kiểu như đây đúng rồi một mẫu nó mới cho xây ruộng. Khó đấy, tôi chưa hiểu lắm. Cần phải xây nông trại à? Từ từ xây một con đường vào đây đi. Đái sao đường vòng này đường không xuyên qua đây được à? Chỗ này chật quá à? Con mẹ. Xong được gì? Hitching post này rồi. Mẹ nó chắn mẹ đường rồi. À...
Khó thế, cái này bị xây sát quá rồi, không có đường ở đây được các bạn. Nếu mà muốn đường thì chỉ có đường vòng thôi, nó vừa gợi ý cho mình cái đường vòng từ đâu nhá. Quá nổi đường vòng xa thế. Thôi cũng phải xây đó, xa thì cũng phải xây đó. Thiết kế hệ thống đường đi à? Thiết kế rồi các bạn nhưng mà nó bị lỗi các bạn. Bây giờ phải phá đi cái này thì mới xây thẳng được qua đây à? Thôi rồi kệ đi, xây vòng cũng được. Nó anh hủy công trình đi à? Anh nhưng mà anh không muốn hủy em ạ. Hủy xong phải xây lại khổ lắm. Đây là nhà nông trại này. Xong mỏ, đây là mỏ sắt đúng không? Cho một dân vào. Ok. Sao củi đốt bên mình nó bị thiếu nhỉ? Gỗ có đủ mà. Lại thấy trại cướp à? Lại thấy quân đội của bên khác à? Khó đấy. À, bao giờ con cừu nó được chuyển về vậy các bạn? Xây luôn cái lò rèn. Bên này luôn. Đã đặt mua đâu á? Đặt rồi mà. Hay là chưa confirm hay gì? Đấy, nãy tôi đặt rồi mà. Import đây. Buy until the desired server is reached. À, phải ra số 1 lên à? Còn mẹ. Sao không bảo sớm hơn? Được chưa? Thế là được chưa? Hình như tôi vừa bị trừ tiền xong thì phải đúng không? Không. Anh sắp bị tấn công mà. Đâu, đội quân của lãnh chúa khác rồi. Họ cũng chưa dám khai chiến với tôi đâu. Các lãnh chúa khác đang phái quân từ vùng đất của mình đi sang đánh bọn cướp. Chứ giờ mà chúng nó đánh tôi thì thôi, tôi chắc chắn làm đầu hàng thôi. Tôi anh bạn à thôi chứ làm gì nữa. Sao nào? Đất sét là đủ thừa rồi này. Tôi gì đánh thôi, đánh nữa, tôi anh bạn à thôi chứ làm gì được các bạn. Nhà thờ sắp xây xong rồi. Nghe hẹn ác à? Thì bây giờ không có đội quân đội thì làm được gì các bạn? Rốt cục là tôi đã có cừu chứ vậy các bạn, cừu nhập bao giờ nó mới về vậy? Chợ của mình bây giờ trông nó cũng đông đúc tấp nập hơn một tí nhưng mà chưa ăn thua. Run này đi à? Chưa biết được. Tôi có 20 người nhưng mà đấy là 20 cái vũ khí các bạn. Nó không chế ra được đủ một quân đội hay 36 nó mới tính là một đội quân. Cho thêm người vào mỏ sắt đi. Cho thêm một người vào đây làm sắt đi. Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, chưa có việc gì làm. Tăng tốc lên vậy. Sẽ bao giờ cừu về. Giao thương được kìa, giao thương bấm chỗ nào đấy các bạn. Thế này, nó kiểu không bấm được ấy chứ. Import rồi đấy. Chưa hiểu lắm.
đầu mùa thu hoạch cả. Mùa thu hoạch mình còn chưa trồng. Bao giờ thu hoạch được? Về rồi anh ơi á. Đâu về ở đâu? Chưa thấy kêu đâu các bạn. Đây cho dân vào trồng đây. Nhà kho đầy luôn. Ok. Trồng cái gì đây? Trồng lúa. Trồng cái này để thành làm vải. Đây, trồng cái này mới làm được rượu này. Ok. Ok. Xây một cái kho. Kho để ở đây đi cho nó. Để tài nguyên cho nó rất dễ. Bao giờ mới có đủ kill rồi nhỉ? Trừ tiền rồi, tôi nhớ là nó trừ tiền của tôi rồi nhưng mà mày kill đã thấy kill đâu. Bực vãi nồi. Bây giờ thử tắt kill đi nhá. No trade. À đây, có một con kill đây. Tôi có một con kiều, một con bò. Không có con ngựa ngủ. À đây đây. Đây rồi. À cuối cùng cũng có một con kiều. Đây cho một người vào đây nữa. À cuối cùng làng mình cũng đã khấm khá hơn một tí. Để có bắt đầu làm ra đi là đẹp. Cái gì đây? Không đủ nguyên liệu để đốt. Thế thì phải xây thêm một cái làm củi đốt à. Nhưng mà như thế thì có phải tăng cái số gỗ thu thập không? Cái nhà lãnh chúa đi à. Ờ đúng, quên đấy. Tôi không xây lên đài cho mình hết cả gỗ. À mà chưa đủ điều kiện mà phải là hello require settlement level small village. Mình đã là large village rồi mà. Cần 20 cái đấy là 20 cái gỗ à hay gì? Cần ván gỗ à? À đâu cần thì phải xây nhà nhỉ, thêm một người vào đây là được mà. Hủy đi, hủy đi, hủy đi. À, chết nhầm đường kho, hủy cái woodcutter này đi. Bớt đi một người làm ruộng ấy. À đâu, để một người làm ruộng đi, bớt cái thằng khai thác quặng đi. Bớt một người ở đây đi, lò rèn đang xây dựng à. Thức ăn thì đủ nhưng mà củi đốt thì không có. Gỗ mình vẫn có. Thêm một người làm ván đi vậy. Cần chênh lần nữa à? Từ từ bạn ơi, bình tĩnh. Được rồi, từ tôi nghĩ là ổn rồi. Xong rồi, bây giờ xong lò rèn này. Cho nguyên liệu vào này. Cho thêm một người vào rèn này. Khu lò rèn này nó có quyền quyết định là mình phải rèn cái gì không? Rồi nó đánh chiếm được một vùng đất rồi ạ. Lãnh chúa nào đấy? Lãnh chúa nào đánh chiếm được vùng đất nào ấy? So wow. Là vùng nào ấy? Ồ, vùng này đã bị chiếm rồi các bạn. Mình còn tất bật chưa xong nhà mình.
Không sao, vùng đất nhà tôi rất rộng. Từ từ xem nào. Tài nguyên gì đang thừa nhỉ? Đang gạch thì không cần nữa này, tắt. Lại thấy quân đội của đừng sang đây anh ơi, anh đừng sang nhà em. Ông đi đánh cướp thôi, anh cướp thôi, kệ nó đi. Có thêm một người à? Có gách chọn ngoại giao à? Kệ thôi. Không có bò vận chuyển là có một bò mà. Có một bò mà nhỉ. Tắt cái người trong gia đình. Storage. Làm mình vui quá trời luôn ấy, nhưng mỗi tội là vẫn bị thiếu thiếu nhiều. Thế là trading post để cắt bớt người đi, để người trong này làm gì đâu nhỉ. Tua một tí nhá. Để khi nào có, ở đây có đủ gạch rồi. Xây biệt phủ của lãnh chúa. Quá. Rồi đã có biệt phủ chưa vậy? Quá thật đâu đấy, sao cái nhà bé tí này, đây xây đi, tôi nhìn thử xem nào. Đây có phải là biệt phủ của lãnh chúa không đấy? Sao trông phèn thế? Mình có thể xây được lâu đài rồi là cả tháp rồi là cánh cung của lâu đài các thứ này. Sao trông biệt phủ gì mà trông phèn ý này. Drag to relocate. Option nâng cấp nữa à? Đây là tháp. Lâu đi xem nào. Ủa, thế là mình không chọn gì thì sao? Thế làm sao mình sửa cái này được nhỉ? Tôi không chọn gì rồi ao ra rồi thì sao? Không chọn cái gì thì làm sao mà sửa được cái này? Các bạn. Xây xa tí à? Thì tôi định cho lãnh chúa ở cạnh nhà thờ mà. Tức là mấy cái công trình kiến trúc quan trọng thì ở gần nhau ấy. Xây xong nhà kho ở đây. Cho một thằng vào vận chuyển đi. Múc thêm con cừu nữa cho nó sinh sản nào. Có chắc không đấy? Hay là mình đi thuê con đội nhỉ? Chứ tôi thấy chế vũ khí này bao giờ mới chế xong vũ khí rồi các bạn. Smithy. Từ nào. À, cái này để craft ra tool thôi mà, chưa nó có craft ra weapon đâu nhỉ. Ủa, thế thì làm gì được? Làm sao để có vũ khí rồi các bạn? Nó chỉ craft ra tool thôi. Sắt này nó chỉ craft ra công cụ thôi. Ủa? Thế thì làm sao để có vũ khí? Trong điểm công nghệ cứu mới đẻ được nhưng mà chưa có điểm công nghệ mà. Một có điểm công nghệ thì mình phải có lúa mì cơ, trời ơi. Thế còn bò nữa.
Chắc không nói đâu, tôi xem nào. Khá chắc hình như là xây thêm đây, thử xây một con chỗ con bò đây nhá, nhưng mà tôi nghĩ là xây xong lại phải nhập bò đó thì cũng khó. Có bị thiếu gỗ không? Gỗ thì không thiếu nhưng mà củi đốt thì có vẻ không đủ cho lắm. 78 củ đốt mà chỉ dùng đủ khai tháng à. Vào nhà dân chỗ mua gà đâu xem nào. À, thế thì bỏ trồng cà rốt đi, đổi thành rèn. Thế thì mẹ gà làm gì nhỉ? Thiếu ván gỗ à? Sao lại hết người ở, hết người rồi. À, công cụ là mình đang có này. Đào, thôi khỏi đào. Đất sét đi, đất sét. Kệ u đấy đi. Bốt là gì đây? Đấy, các bạn sẽ lại cần ngựa sao? Hẳn làm cho hẳn có ngựa ấy, nó xịn. Ngựa kéo cho nó căng. Bò kia bán đồ hay mua ngựa? Mà tôi thử ngựa đi các bạn xem sao. Rồi xây xong phủ lãnh chúa là có thể mở được chính sách rồi đây. Có thể đạt được mức thuế đây. Đó, chính sách. Vãi nồi à, chính sách. Mẹ cứ ăn 5 bữa thì phải nhịn một bữa. Giảm tiêu hao lương thực nhưng mà chúng nó sẽ quạo hơn. Gì đây? Sao mấy cái chính sách nghe xàm vãi cả đái thế? Xong rồi đặt thuế ở chỗ nào vậy các bạn? Thuế à? Thuế đang là... Đặt thuế ở đâu nhở? Dễ thắt lưng buộc bụng à? À đây, thuế đây, thuế đất. Ui ôi, thuế có 10% thuế đất mà đã buồn bẩy rồi à? Đây là gì đây? Donate cho nhà thờ à? À, mình đặt được 5% thôi. 5% mà vẫn buồn à? Thôi thuế 3% vậy là nhẹ lắm rồi đấy. Thôi 2% vậy. Thuế kiểu gì cũng buồn gì. Thôi đùa đấy. Thôi, để giá trị gia tăng vậy. Donate cho nhà thờ. Ủa sao chúng mày donate cho nhà thờ, chúng mày không tiếc vậy? Thôi được rồi, thử để thế này đi vậy. Phủ lãnh chúa là cũng cần nguyên liệu à? Từ từ á, tôi đang buồn cười quá. Một trăm mấy ngày nữa là mình có bị tấn công rồi đấy các bạn.
Tối nhờ. Mình vẫn chưa xây xong ấy à. Family member Joy Salter. Có thiếu nhà không? Không đúng không? Thu thuế từ nhà thờ được không? Nhà thờ đang xây các bạn. Nhà thờ xây mãi không xong. Ngựa cũng chưa nhập về nữa. Cảnh sát chắc đỡ bị cướp ở điên à, phải có quân đội bạn mới không bị cướp. Nhưng mà cướp trò này tôi thấy nó cũng không ăn thua lắm, nó toàn cướp mấy cái tài nguyên rẻ rẻ. Cho chúng nó cướp cũng được mà. Đánh thuế một phát, người dân từ độ hài lòng tụt vãi cả đái ạ. À. Tụt từ 8 mấy% sao tụt thẳm xuống. Tụt nhiều thế à? Kho nào bị đầy? Kho nào đầy đâu nhỉ? Cái này bao nhiêu lâu mới thu hoạch được? Năm sau à? Khát cò thế. Vẫn đang đợi một cái gì đấy. Cái tour nhanh hơn đi, đợi mấy cái cũ của mình thực hiện xong đi. Trai là người hầu gái thì ở Bắc Hà Nội ạ. Có ông làm lãnh chúa kiểu đấy thì chỉ có chết thôi. Mấy hôm thì dân nó phản động, nó nổi lại, nó nổi dậy, nó treo đầu ông lên. Làm lãnh chúa khổ lắm chứ bộ. Mẹ khổ vãi nổi ra. Chả thấy sướng ở đâu. Ủa cái nhà mà tôi chuyển từ ấy thành vũ khí đâu các bạn? Blacksmith đây đúng không? Đây em grab của em thương anh. À giờ ván gỗ thương lại làm từ ván gỗ kìa, lúc nào cũng phải có người làm ván à. Gỗ đâu cũng không bị thiếu đâu. Nó làm kiếm không làm giáo à, chắc nó làm nhầm đấy con mẹ mày, cay thế. Thế nó có làm thương không vậy? Làm sao mà để cho nó làm thương được các bạn? Nhà thờ lên vẫn chưa lên xây, chưa xây xong. Bao giờ thì nhà thờ nó mới được xây xong rồi các bạn? Nó thiếu cái gì nữa? Khiên nữa à? Tôi mới chỉnh rồi, tôi mới chỉnh lại nhưng nó không tăng khiên. Khiên ở đâu các bạn? Thiếu đá là sao? Tôi giảm tốc xuống lại, mùa đông đến rồi. Mùa đông thứ hai rồi. Nhà thờ này xây lâu vãi nổi. Khu này có thiếu nước không? Không. Ồ, ui ôi. Khu nhà này không có thức ăn. Xa chợ quá. Ôi, khó thế. Ok thôi. Dân thành phải chấp nhận thôi. Nhà thờ thiếu đá. Sao lại thiếu đá được nhở? Thiếu đá thì nó đang đi vận chuyển mà. Ừ. Làm sao để chế khiên nữa các bạn?
Tôi bắt đầu chế được giáo rồi nhưng không chế được khiên. Cái này là chế cung này. Dây này. À đây. Này mới chế được khiên này. Hãy bỏ con gà đi. Rồi ok. Xong để chế cái này, cái con này nó sẽ cần khiên lớn à. Đúng rồi, cần đội con này sẽ cần khiên lớn các bạn ơi. Rồi ok. Khiên lớn lại chế bằng ván gỗ. Mùa đông là nó sẽ không làm được lúa đâu. Tắt bớt đi. À đâu, thằng này chứ. Thằng ở đây, thằng bãi dâu này nó. Thôi được rồi, nhưng mà nó vẫn đi bán dâu được mà. Bỏ gà làm giảm hài lòng à. Chịu các bạn ơi, chấp nhận thôi. Không thể tất cả mọi người đều vui được. Có người vui phải có người buồn. Chưa biết làm sao giờ. Ờ trong 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 phủ của mình còn có người hầu kẻ hạ luôn mà. Mà làm sao mà xây được cái lâu đài mình nó to hơn nhỉ? Thề phủ lãnh chúa của mình nhìn nhìn cái phủ này. Trông nó phèn. Nãy làm sao để sửa cái phủ lãnh chúa nhỉ các bạn nhỉ? À đây đây đây. Mà thôi, đang nghèo đói. Ai lại xây biệt phủ vậy, dân nó chửi chết. Thôi rồi, được rồi, tém lại. Bạn nào phải mua ngựa, tôi mua ngựa rồi. Nãy tôi mua một con ngựa rồi mà, đây làng tôi có một ngựa, một ấy rồi này. Stable bay. Chưa hiểu lắm. Stable pay 1 trên 1. Hình như là giao thương. Sao không dùng được. Cái nhà kho mà kêu là biệt phủ. Đâu thì đấy là trông cùi mà. Thôi tăng tốc lên đi. 47 ngày nữa là mình bị tấn công rồi à. Sắp đủ một đội quân nữa. Chắc là cũng sắp rồi. Chỉ vào con ngựa xem nó nói gì á. Không, con ngựa ở đâu? Chỉ con ngựa ở đâu? Ngựa nó là thú cưỡi mà. Ủa, có hầu gái mờ lem chưa? Đây, nhà thờ cấp 2 đã xây xong ở đây. Giờ mày có thể để 3 người vô à? 3 cha xứ. Ơi, nhà thờ cấp 2 xong, chưa bán được loại quần áo mới, thế sao thế nhở? Ủa? À, tại vì nãy mình chưa chọn cái dệt may à? Có mà nhờ. Xem tài nguyên xem nào. À... sao linen của mình là không nhỉ? Đây, nó rơi đây đúng không? Đây là xưởng dệt từ lông cừu đây. Tại sao nó vẫn chưa bán quần áo cho bọn này để lên cái này thành cấp 2 nhỉ? Shoe, clothes, giày, quần áo, áo choàng. Cái... đây. Nó không lấy cái này à? Hay nó bắt buộc phải là kiểu... chết rồi, hình như nó không mua cái áo này hay sao ấy.
Các bạn có craft cái này cũng vô dụng à? Hay là không đủ linen vậy? Hết thức ăn á? Ui, đài 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 đài, về mùa đông. Mẹ khu này họ không thiếu cái gì đấy. Họ thiếu thức ăn à? À thiếu quầy thức ăn à? Ê, tôi thấy bắt đầu phải đái rồi đấy. Thế thì vừa phải xây một cái khu chợ ở đây nữa. Để bù vô à? Hay như nào? Khó thế. Đến đoạn này cảm giác game nó bị hát cực kỳ luôn ý. Thử xây một khu chợ nhỏ ở đây xem nào vậy. Sắp bị tấn công rồi, 6 ngày nữa là bị tấn công à? Chơi em đi! Chứ biết là sao giờ? Để chơi lại rồi, bây giờ trò này nó phải chơi lại các bạn, nó khó quá. Nó, tất cả mọi thứ nó đều giống thật mà. Thức ăn chỉ tồn tại trong 1 tháng nữa thôi, chuẩn bị chết hết rồi à? Đâu nhờ, chỗ đi. Enemy unit have been spot, đâu? Quân địch đâu? Từ từ á. Rồi ôi, từ đường biên giới. Một đạo quân của kẻ địch. Chết rồi, một băng cướp đang đến. Quân đội của chúng ta đâu? Tập trung lại. Quân đội, ủa sao không đủ được? À, làm sao? Ủa, từ từ bình tĩnh, bao lại cái. Có đủ 36 trên 36 rồi, tại sao không ra like được nhỉ? Đây. Đâu rồi? Tập trung lại quân đội. Được chưa? May quá cũng có một đội quân các bạn ạ. Đây. Ton. À, điều chỉnh quân à? Điều chỉnh như kiểu đế chế à? Và nó còn chơi cả giữ cả trận có đội hình, nó còn chơi kiểu giữ được đội hình cơ. Vai trưởng trò hát thế. Từ từ á, nhưng mà tôi phải thêm người vào cái khu săn bắn á. Còn xem được cả trạng thái của quân đội nữa. Căng thẳng thế. Gọi nốt 5 thằng kìa, gọi kiểu gì? À, gọi 5 thằng trên kiếm sĩ nữa à? Tập trung. Nhưng mà rốt cục là quân đội của mình đến từ đâu ấy? Sao bọn này không được hiệu quả cao cho lắm nhỉ? Đứng gác, cẩn thận tên địch. Từ từ dụ kẻ địch vào khu vực ở vai trưởng thật, game combat căng vậy. Đâu nhở? Từ từ á, tôi xem nào. Nãy nó kẻ địch nó phát hiện ở bên dưới, bây giờ nó đang ở đâu? Ủa xong đâu quân địch đâu? Rồi, chuẩn bị có một cuộc va chạm cực căng. Nhưng mà tôi thấy quân địch có vẻ vắng hơn quân mình ấy. Chiến! Chiến đi. Và chạm bên mình đã có thương vong chưa? Vẫn là 36 người. Tôi không hiểu tại sao anh lính này đứng đằng sau cầm giáo để cổ vũ cho đồng đội à? Còn cả ba anh này nữa thì sao?
Quân địch đã bắt đầu bỏ chạy rồi ạ. Các anh có thể lên đánh được không? Đây để em điều khiển. Nhìn hai thằng kia cầm dao cứ đứng cổ vũ thôi. Làm sao nhờ, làm sao để có thể điều chỉnh kiểu một con nhờ. À đang đánh rồi không điều chỉnh được. Có mẹ. Chắc phải dàn ra. Bọn cướp này ráo. Tưởng thế nào. Giết chúng nó. Đấy rồi. Thêm một đội quân mới nữa. Chặn hậu. Ủa, ủa. Không. Chạy đến đây mệt quá. Không chạy được nữa. Ai. Khó đấy. Mẹ nghĩa là hành quân trong trò này đánh giặc nó sẽ phải quân lương. Tức là kiểu phải có đủ thức ăn, nước uống mang theo à. À bọn kia chạy rồi. Bọn kia chạy rồi. Mình không, ôi mình chết mất một người à. Không. Bọn kia thì vẫn đứng đấy. Sao lại chết mất một người rồi. Thôi giải tán đi. Ai về nhà đấy đi, đừng đánh nhau gì nữa. Ôi. Bọn anh này chết đau thương thế. Chết không toàn thây luôn. Sao chọc xuyên cả người. Tay chân đứt. Đâu nhờ. Tầm chỗ nào để chôn nó nhờ. Không phải buồn cười quá. Đây, đặt đây là khu lăng mộ luôn vậy. Thôi gói ít ra là tạm ổn. Nhưng mà mỗi tội là thức ăn trong làng mình thì còn đủ hoạt động một tháng các bạn ạ. Làng có 80 người rồi. Cả mùa đông đến rồi, khó. Không gian chắc lính về chôn là từ từ xây mộ ở đấy luôn. Chứ mang xác về chôn thì mất thời gian. Mẹ game hard quá, tôi thề các bạn luôn đó. Chơi một lần như này mình cảm giác như là mình vẫn chưa hiểu được cái gì về game đúng không ấy. Về sau á, phải tương tác lại hết. Mỗi lần chơi một lần stream ý là phải một lần chơi lại từ đầu ấy, tôi thật với các bạn luôn. Chứ như này làm được gì. Nhà tăng lễ cẩn thận để xây hố xác à. Xây hố đấy anh trai, anh còn muốn cái gì nữa. Hy vọng có thể sống sót qua mùa đông này. Chứ biết sao. Làm lại thôi à, không buổi này cứ chơi đi. Bọn này nó bị thiếu cái gì. Đấy xây xong hố đựng xác rồi. Thế là xác anh đã được chôn vào đây rồi. À hình như chưa. Sao vẫn nằm lê lất ở trên đất. Mẹ hài vậy đúng không. Chết đâu chỗ đó à. Khó đấy. Tôi cũng chả biết tôi có vượt qua được mùa đông hay không. Tháng 3 rồi. Thôi cho làng tự chạy ơi. Cho đến khi nào có sự kiện gì mới. À xác của mấy thằng thằng địch thì sẽ vứt vào trong hố xác. Còn xác của đồng đội thì các bạn sẽ phải chôn ở trong nhà thờ. Ồ. Thì đấy, nói chung là đây này nó đang đào mộ này đúng không? Đấy. Chứ không phải là bọn tôi vứt xác nhá, không phải đấy. Quái nồi kia có chi tiết thế.
Cho người vào làm ruộng à? Chưa, đã hết mùa đông đâu. Hết mùa đông chưa? Bây giờ hình như hết rồi đấy, nhưng mà bây giờ tôi không biết cắt người ở đâu nữa. Nãy giờ người mình toàn nét vào đâu rồi ấy, giờ không biết được cắt thằng nào đi đây. Không trôi để nó thối à rồi. Khó nhở, mẹ game khó vậy này. Thu hoạch lông cừu à? Chưa biết đây. Nhưng hình như là vẫn không được các bạn ạ. Bọn dân này nó không chịu mặc áo bình thường. Kiểu như nó còn phải, nó đòi hình như cái áo mà cái nhà vải này và may ra, hình như nó chỉ là cái áo đánh trận thôi. Mình cần phải xây cho phải cho nó áo thường, nếu mà áo thường nghĩa là phải xây cái nhuộm, xưởng nhuộm các bạn. Xưởng nhuộm thì các bạn lại phải xây gần nông trại trồng ở chỗ thu hoạch đây. Trời xui thu hoạch dâu. Quan trọng là bây giờ mình không có người. Khổ, sắp chết đói hết ở đây này. Dọn xác xong chưa? Dọn xong rồi. Bỏ đi. Nghỉ dọn xác để em về chụp, về hái dâu đi. Đâu nhờ? À đâu, vẫn có một thằng hải dâu đây. Ừ, nay tôi có bỏ thằng hải dâu nhờ. Thế cho thằng này về làm ruộng. Nó đòi đủ loại quần áo à? Ừ. Thế mới khó các bạn. Lại một đội quân nữa đã bị nhìn thấy. Chuẩn bị qua đánh nhà mình à? Không, chúng nó toàn đi đánh cướp thôi, nhưng mà nó đã chiếm được một vùng khác, nó giàu vãi đái các bạn. Trong làng này của mình trông thì quy hoạch cũng không tệ lắm, nhưng mà cảm giác thiếu tài nguyên. Hai năm rồi. Sao vẫn bị thiếu thức ăn nhờ? Supply to tip for more detail. Thôi được rồi, thế thì bỏ một thằng này đi. Thức ăn bây giờ kiếm ở đâu nhỉ? Hái dâu tạm à? Chứ bây giờ làm vườn thì không kịp nữa rồi. À, thức ăn cũng đã đủ cho 2 tháng rồi đây. Rồi được rồi, thế thì tạm thời là chúng ta sẽ ổn rồi. Đây, bọn này thiếu cái gì? Thiếu quẩy thức ăn, nhưng mà cái chợ ở đây đã xây xong chưa? Chợ ở đây xây xong rồi, nhưng mà tại sao chúng nó không thằng nào vào bán ở khu chợ này nhỉ? Nhà kho lại đầy. Trời ơi, bao giờ xây được cái nhà kho cỡ rộng không? Một nhà làm gà. Mấy nhà này nó không cho làm ấy các bạn. Không biết là tại vì nó không có đủ diện tích để mở sân sau hay như thế nào ấy.
Không hiểu lắm. Chỉ có mỗi 3 nhà này làm được nhá. Thì ví dụ bây giờ mà mình mở đất đi. Mở đất cho mấy cái nhà này. Chẳng hạn. Nó không, không được các bạn. Nhà đấy là nhà cấp 2 rồi đây, nhưng mà nó không không làm được thành cái gì đặc biệt ấy. Là do nó thiếu đất hay là do như thế nào? Em mới khó hiểu chứ. Ai trồng ai không biết bao giờ thu hoạch được. Không đủ diện tích lúc xây à? Thế thì chỉ có Isekai thôi các bạn. Thôi Isekai nhá. Bữa khác chơi lại nhá. Chứ bây giờ tôi thấy đoạn này càng càng đánh càng đuối. Mẹ mày nổi thật. Thôi rồi tôi bảo. Bây giờ mà đã như thế rồi thì chúng ta đi thuê một đội quân nữa về. Xong rồi đi đánh nước nó. Đánh luôn, chiến luôn các bạn ạ. Ôi dồi ôi, sao đội quân này tốn tận 15 tiền thế, 90 tiền thế. Xem nào, để tôi thử xem làng mình có thừa cái gì không. Thừa cái gì đem bán đi. Trade. Trade. Làng mình thừa gạch này. Thừa cái gì đấy. Chết mẹ đi, xong rồi lấy tiền đi, đi đập bem nhau. Ơ nhưng mà hỏi thật, à đây thừa công cụ ấy. Toàn phải cần đường ấy nhở, tại sao lại cần đường nhở? Chết route. Chết route is required first. Cái đường. Đường để đi giao thương, ví dụ như thế thì các bạn sẽ phải xây đường kiểu nối từ đây à. Làm sao được nhờ, mình không thể xây ngoài lãnh thổ của mình được. Đúng không, thì làm sao mà được, để đi giao thương được. Các cái điểm giao thương ở trong thành của mình thì nó cũng chỉ như thế thôi. Không biết làm sao mà có thể xây được để đi giao thương. Quân đội mình chiến phết đấy chứ các bạn. Thật ra đội quân của mình cũng mấy chục người rồi đấy. Hay là tập trung binh lực. Con mẹ. Tan 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 tan. Các bạn ạ, tôi nghĩ là chúng ta phải đi chiến thử đi. Mặc dù đội quân của chúng ta hơi phèn. Nhưng không sao ạ. Thử thì mới biết được. Liệu. Khiếp ạ. Làm sao để cho nó hồi năng lượng nhỉ? Quân đội muốn hồi năng lượng thì phải nghỉ à? Hay phải ăn? 50 người thì đấm được ai à? Đây để xem nào, xem cái lạ, xem hai cái vương quốc của bọn này nhá. Nó có khoảng bao nhiêu người? Wow, không nhìn thấy gì vậy? Wow. Phải sang này mới thấy à? Có hồi sức không? Để nguyên nó có hồi sức không?
Mua giấy thông hành giao thương kế bên phải chỗ vật liệu trong trading post. Trading post, giấy thông hành giao thương. Trading post. Giấy thông hành giao thương. Là cái nào? Chưa thấy chỗ nào quả là làm gì có nhỉ? Ôi các bạn ạ. Đạo quân của chúng ta tuy là cũng không thuộc dạng quá mạnh mẽ, nhưng ủa sao bọn nó không chịu đi theo lệnh hiệu lệnh của mình nhỉ? Ai chúng nó đây rồi à? Nào để tôi thử xem nào. Sao nó không đi theo hiệu lệnh vậy? Hay là chưa... Ủa? Hay phải dây danh trại ở đâu? Chúng nó đứng ở đất rồi nó nghỉ được mà. Nhưng mà tôi đang không hiểu là tại sao nó không thể đi qua vùng đất nhà người ta được ấy. Phải xây tuyên bố chiến tranh á? Nghĩa là mình chỉ được di chuyển trong lãnh thổ nhà mình, ở đâu ra chúng nó đi đánh mấy cái trại cướp được mà. Thì ít nhất hoặc là mình phải đi đánh trại cướp, hoặc không thì mình cũng phải đi đánh được bọn nó chứ. Phải có tiên chiến thì mới đánh được à? Con mẹ khó thế. Mấy game ác. Dàn ra này. Tích cả mục tiêu là như nào đây nhá, ví dụ tôi quét hết đống này nhá. Xong tôi thử chọn cái chỗ bọn cướp đi chẳng hạn. Đâu nhờ. Nãy thấy nhiều chỗ của bọn cướp lắm mà. Ra tận biên giới mình rồi mà không thấy gì nữa. Lãnh thổ à? Không, chúng nó không có lãnh thổ ấy các bạn. Tức là đây các bạn hiểu là đây này. Những cái vùng mà màu đỏ là đất nước mình này, màu vàng là hai cái thằng nước kia này. Xong rồi các lãnh thổ khác là trung lập mà. Tôi đã không hiểu là quân mình bây giờ đứng ở đây để làm cái gì. Con mẹ trông ghét đấy. Mẹ chúng nó vào đánh mình thì dễ. Chúng nó thích thì chúng nó chạy thẳng qua nhà tôi mà. Tôi đang chưa hiểu lắm. Influence của bọn này 870 mấy. Thật ra thì mình có thể declare war này, nhưng mà hình như là nó cần 500 điểm chiến lực à? Hay gì đấy các bạn. Tôi chưa hiểu lắm, rốt cục là cái quân đồng quân đội này của tôi làm được cái gì các bạn. Tờ sale. Rồi vào đến đi đến đây rồi xong disband thì bực lắm. À đây được rồi đây, như được rồi đây. Đi. Tèn 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 tèn. Tiến lên. Không cần nghỉ đâu, sang. Tiến lên. Đây rồi. Chắc kìa. Tôi đã vào lãnh thổ của nó rồi. Trời này không có tutorial các bạn, trời đang mới quá.
Đâu? Đâu nhờ? Đây, mình đang ở trong lãnh thổ của thằng này đây, sao không thấy nhà nó đâu nhỉ? Đi nào. Nhà nó đâu các bạn? Chuyển thành đi bộ thôi cho đỡ bốn thể lực á. Làm gì có đi bộ đâu. Đây là push forward. Đây là không có đi bộ. Quá. Cho tôi hỏi là tôi là làng mạc của bọn này nó ở đâu vậy? Chẳng lẽ những đất nước này nó không có à? Sao lại thế nhỉ? Hay là game nó chưa làm đến chỗ đấy nhỉ? Làm gì có chuyện đấy nhỉ? Ảo thế? Suốt cuộc là làng mạc của chúng nó đâu? Hay là mình phải tuyên chiến thì mình mới thấy để đánh được? Mày dễ thế lắm. Không, đấy không phải vùng của tôi. Tôi nghĩ là chắc phải tuyên chiến hay gì đấy mới được rồi. Chắc phải đi xem thêm. Cái game nó không có tutorial, muốn đánh nhà thằng khác cũng khó. Thử cái gì bây giờ ấy chứ. Tôi chạy sang đến tận đất nước nhà nó rồi đây, chưa thấy cái gì cả các bạn. Giờ tôi chỉ cho quân tôi chạy đến chết à. Đây này, tôi chạy vào lãnh thổ nhà nó đây, chả thấy cái mẹ gì. Yes sir. Anh phải đi dò đấy, mẹ tôi đi đây. Nếu mà nó nhà nó mà nó có ở đây thì nó phải có ở mấy mỏ quặng. Một gia đình bị đói và chết à? Thôi chịu thôi, hôm nay thì chịu rồi. Vua này chỉ có đi đánh nhau xem nào. Chứ giờ làm gì nữa? Hình như phải tuyên chiến hay sao các bạn mới thấy được. À gói, vương quốc này chúng ta đến hồi kết ạ. Một cái kết không có hậu một tí nào. Thôi hãy tưởng nhớ ngôi làng này. Tám gia đình đã bị đói chết. Tám hộ gia đình đã bị đói chết rồi. Cũng không biết làm sao được nữa. Thế nấc cay thế. Tuyên chiến nhưng mà hình như không đủ các bạn. Đây là em. Các bạn muốn tuyên truyền với nó nhá. Thì các bạn phải có cái điểm. Nấc cái. Đây là như hấp động rightful claim. Hình như là mình không có. Không có đủ chiến lực này để đòi đánh nó. Chuyện về khó lắm. Tức là kiểu như là cái đất nước của các bạn cũng phải mạnh ấy. Thì bạn mới có quyền đánh đất nước to. Thôi rồi. Thế thôi các bạn ạ. Thế thôi. Hôm nay đến đây thôi. Hôm khác chơi tiếp. Nó là đế chế à. 878 influence là của mình. Cái này đọc cho này khó. Khó ấy. Nói chung là trò này nó có hai cái điểm cộng. Điểm cộng thứ nhất là đồ họa đẹp. Khá là chân thực so với một cái game theo kiểu chiến thuật xây nhà ấy. Thứ hai là nó làm thật. Tất cả các yếu tố của nó để mà các bạn vận hành thì nó y như là các bạn ngoài đời luôn ấy. Cái thế nhỉ. Tức là muốn mà tối ưu cái gì ấy, thì phải làm tối ưu yệt như thế. Còn không thì không được. Muốn có cái tài nguyên gì là mình phải làm đúng từng bước một luôn. Nghỉ sớm tí nhá. Game này tổng cuối tháng mới ra. Được chơi trước. Nói chung là được phép chơi trước. Chỉ có điều là các bạn cái gì nhỉ? Có điều là không, nó cũng chả có hạn chế gì lắm. Đừng có nhận xét gì về game quá mức được. Tại vì game nó chưa ra hết.
Mà mình chơi thử mình thấy cái gì hay thì mình khen, thế thôi, có cái gì đâu. 12 giờ à? Nhưng mà muộn rồi, bây giờ chơi cái gì được? Vắng rồi, mọi người đi ngủ gần hết rồi. Game này tôi thấy là vẫn khó xem lắm. Buổi chưa chắc là có buổi 2. Thôi, thế ra nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Làm đi làm gì đấy cho nó hết nấc đã, nấc cụt khó chịu quá. Đấy nhá. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Nên nghỉ sớm một tí vậy. Giờ chơi cái gì nó cũng dở dang ấy. Nhá. Game hát quá khó à? Không, nó hay ấy. Nó hay ở cho nó hát. Chẳng qua là kiếm được người xem thích hợp với game này thì hên xui. Bye. Có mẹ cái thế. Mai gặp, mai gặp.